Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 21, Hàng giả tràn lan. Nhân tầm y quán không ai biết về ý đồ này của hạnh lâm đường. Xuân Thủy sinh danh tiếng ngày càng lớn, bất kể là học giả hay người bình thường, chỉ cần họ đã sử dụng loại trà thảo dược này, lương tâm họ không thể nói xấu có rất nhiều người đến mua trà thảo mộc, nhưng chỉ có lục đồng điều chế trà, việc này khá vất vả. Đôi khi trước khi Nhân Tâm Y Quán mở cửa, mọi người mua trà thảo mộc đã đợi trước cửa từ sáng sớm. Sáng sớm hôm nay, một thiếu niên trông có vẻ là thư đồng đến phố Tây, lẩm bẩm, "Lão gia muốn mua xuân phong sinh." Không, là xuân hoa sinh. Rốt cuộc là xuân cái gì sinh ấy nhỉ? Trà thảo dược chị ngạt mũi gần đây rất được ưa chuộng giới học giả rất thích. Lão gia vốn đã khổ sở nhiều năm với chứng nghẹt mũi, nghe nói đến loại trà thảo mộc này, liền đặc biệt ra lệnh cho thư đồng mua về. Tuy nhiên, thiếu niên ấy có chi nhớ kém, chỉ nhớ được đầu và cuối nhưng không nhớ được từ ở giữa. Khi cậu đến phố Tây, các cửa hàng đang tấp nập, người xe đông đúc, cậu bé gần như choáng váng trước những gì mình nhìn thấy. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu thấy một y quán lớn cách đó không xa, rất hoành tráng và rộng rãi. Trên đó viết ba chữ, hạnh lâm đường. Cậu bé muốn hỏi nên bước tới hỏi người đàn ông trung niên trước tủ thuốc. Xin hỏi, phố Tây có y quán nào bán trà thuốc trị nghẹt mũi không? Người đàn ông trung niên quay lại mỉm cười hỏi, khách nhân, cậu đang nói về Xuân Dương Sinh đúng không? Xuân Dương Sinh, cậu bé bối rối, là cái tên này à? Hình như nghe cũng giống giống, liền hỏi, là loại trị nghẹt mũi phải không ạ đúng vậy người đàn ông nhiệt tình đặt một gói trà thuốc vào tay cậu bé ân cần nói có thể làm giảm nghẹt mũi hiệu quả khá tốt ba lạng bạc một gói tiểu huynh đệ hay là mua một gói về thử xem mỗi gói ba lạng bạc cậu bé tò mò hỏi không phải là bốn lạng bạc một gói sao các vị điều chỉnh giá khi nào vậy người đàn ông mỉm cười không đáp thôi kệ cậu bé lấy ra mấy thỏi bạc từ trong tay rồi đưa ra, cứ mua năm gói trước đã. Trong lòng cậu thầm vui mừng vì việc y quán điều chỉnh giá là một điều tốt, cậu có thể giữ lấy tiền dư, trời biết, cậu ta biết, y quán biết, nhưng lão gia không biết. Thiếu niên mua được trà thảo dược liền vui vẻ rời đi. Bạch Thủ Nghĩa nhìn bóng lưng cậu ta, nghịch nghịch giải lụa quấn quanh eo, mỉm cười lẩm bẩm, mặt trời ở trên, nước ở dưới ta ở trên ngươi, cho nên ta sẽ nghiền nát ngươi. Xuân Dương sinh, hắn thở dài, thật là một cái tên hay. Hạnh lâm đường dần dần trở nên bận rộn, còn ở đầu kia phố Tây, nhân tâm y quán không còn sôi động như trước. Ngoại trừ hồ viên ngoại thỉnh thoảng đến mua trà thuốc ủng hộ thì có rất ít khách hàng mới. Nhìn những gói xuân thủy sinh trên bàn trước cửa dần dần chất thành một tòa tháp nhỏ, đỗ trường khanh không thể ngồi yên hắn nửa nằm nửa ngồi trên bàn nhìn lục đồng đang lấy trà thảo dược trong bình ra hỏi lục đại phu không biết lúc cô điều chế loại trà thảo mộc này có vấn đề gì không trà chúng ta bán ban đầu quả thực có tác dụng nhưng lô hàng về sau làm ra hình như không bằng đợt trước nếu không thì sao khách hàng uống xong lại mất hút thế nhỉ hắn ngập ngừng nói ta hoàn toàn không có ý nghi ngờ y thuật của cô đâu ý ta là có khi nào kỹ năng điều thuốc của cô chưa đủ thành thạo. Giọng điệu nghi ngờ của hắn khiến Ngân Tranh tức giận, ngay lập tức vặn lại, ông chủ nói lời này thật kỳ lạ, trà thuốc do cô nương của ta chuẩn bị tốt như vậy, nếu không thực sự hiệu quả thì tại sao hồ viên ngoại lại tiếp tục mua? Cho dù chỉ là ủng hộ việc kinh doanh của y quán, ngày ấy cũng đến thường xuyên quá rồi. Đây là sự thật, hồ tiên sinh hai tháng một lần sẽ đến mua một ít dược liệu, nhưng chưa từng có hứng thú với trà thuốc như bây giờ. Mấy lần này gặp hồ tiên sinh, không thấy ông dùng khăn che mũi, vấn đề ngạt mũi chắc đã giảm bớt. Công hiệu của trà thuốc không có vấn đề gì mà tại sao người đến mua trà ngày càng ít. Đang lúc hắn đang suy nghĩ, A Thành từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển nói, ông chủ, ông chủ, không ổn rồi. Đỗ trưởng Khanh không kiên nhẫn nói, lại làm sao vậy? A à, Thành liếc mắt nhìn Lục Đồng đang cẩn thận phân loại dược liệu, sau đó mới thận trọng nói, ta vừa đi một vòng phố Tây, nghe nói hạnh lâm đường gần đây có ra một loại trà thảo dược mới, chỉ tốn ba lạng bạc, có thể làm giảm nghẹt mũi. Trông thấy ánh mắt của ông chủ càng ngày càng tức giận, cậu lắp bắp mấy chữ, tên là Xuân Dương Sinh. Ngân tranh sửng sốt, vừa là trà thảo dược trị nghẹt mũi, vừa tên Xuân Dương Sinh, chẳng phải nhái lại trắng trợn sao lại còn rẻ hơn họ một lạng bạc, rõ ràng là cố ý nhắm đến nhân tâm y quán. Đỗ trưởng khanh lớn tiếng mắng, thật vô liêm sỉ. Ta còn tự hỏi tại sao dạo này việc kinh doanh của y quán lại chậm chạp như vậy. Hóa ra là bị hạnh lâm đường ngáng đường. Bạch thủ nghĩa vẫn vô liêm sỉ như thế, dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Cửa hàng hạnh lâm đường rộng rãi, danh tiếng lại rất tốt, mỗi khi có người đi vào phố Tây nhất định sẽ đi tới hạnh lâm đường trước. Khách hàng đã bị hạnh lâm đường cướp mất, không ai chủ động đến nhân tâm y quán. Đỗ Trường Khanh đang muốn tức giận lao ra khỏi cửa, như muốn đòi hạnh lâm đường một lời giải thích, lục đồng nói, đỗ trưởng quầy. Đỗ Trường Khanh hung tợn nhìn nàng. Cô sẽ không ngăn cản ta đấy chứ? Đỗ Trường Khanh chỉ về phía cửa, tay run run vì tức giận. Đây là loại trà thảo mộc mới do nhân tâm y quán sản xuất. Bạch Thủ Nghĩa không những sao chép lại, mà hắn còn đặt tên như thế, là đang cố ý chọc điên ai chứ? Chúng ta đã vất vả tạo dựng danh tiếng rồi cho Hạnh Lâm Đường hưởng hết sao? Làm sao ta có thể cam tâm được? Dù sao việc kinh doanh trà thuốc đã bị phá, y quán cũng không mở cửa kinh doanh được nữa, ta đến Hạnh Lâm Đường quậy một trận cũng không phải lỗ. Sau đó thì sao? Lục Đồng bình tĩnh nhìn hắn, người mua trà thảo mộc vẫn sẽ mua loại rẻ hơn. Thu nhập của hạnh lâm đường sẽ không giảm, ông chủ đỗ có được gì không? Đỗ Trường Khanh do dự. Ngân Tranh và A Thành có chốt bất an. Lục đồng để trà thuốc trong tay xuống, lấy khăn tay lau cẩn thận vụn thuốc trong tay, nhẹ nhàng nói thuốc mới khác với việc hành nghề y trong y quán. Chỉ cần tìm được một phương thuốc, sử dụng những nguyên liệu giống nhau và kỹ thuật chế biến giống nhau, là có thể tạo ra thứ có tác dụng tương tự. Không chỉ hạnh lâm đường, trong vài ngày tới, các y quán khác cũng sẽ bán loại trà thảo dược tương tự. Ngoài Xuân Dương Sinh, còn có Xuân Phong Sinh, Xuân Hoa Sinh, ông chủ đỗ lẽ nào muốn đi từng nhà để mắng họ sao? Đỗ trường khanh nghẹn hồi lâu không nói nên lời, tức giận nói, vậy cô nói xem phải làm sao đây? Cũng đâu thì nuốt xuống cục tức này. Hay là, hắn ngập ngừng nhìn lục đồng, chúng ta cũng hạ giá theo họ, ba lạng bạc một gói. Ở thịnh kinh, danh tiếng của hạnh lâm đường tốt hơn nhiều so với nhân tâm y quán, cùng là ba lạng bạc giống nhau, người bình thường sẽ chọn đến hạnh lâm đường để mua, bán với giá thấp không phải là kế sách lâu dài. Đỗ trường khanh càng tức giận, cay đắng nói, trời muốn diệt ta. Chẳng lẽ ông trời muốn đỗ trường khanh ta cả đời là một phế vật, không tiến bộ được sao? Đỗ trưởng quầy, ta đã nói rồi, người khác chưa chắc có thể điều chế ra được trà thảo mộc của ta. Đỗ trưởng khanh sừng sốt. Khi trước, lúc ở quán trà phía trước quán trọ lai nghi, đỗ trưởng khanh quả thực đã đoán trước được chuyện hôm nay. Khi đó, hắn hỏi lục đồng, nếu các y quán khác sao chép được cách làm trà thảo mộc, nhân tâm y quán phải tính sao? Lúc đó, lục đồng trả lời, bất kể người khác có học được trà thảo dược của ta hay không, ông chủ đỗ sao ngài không nghĩ tới nếu ta có thể làm được một loại trà thảo dược trị nghẹt mũi chẳng phải cũng có thể làm được các loại trà thảo mộc khác sao giọng nói của nàng tràn đầy tự tin không hề lo lắng hiện tại sự tình đã đến nước này trên mặt lục đồng vẫn không có một tia lo lắng nào hắn nghĩ đi nghĩ lại một lúc sau mới do dự nói lục đại phu chẳng lẽ trong trà thảo dược của cô có bí mật khó sao chép sao lục đồng cầm bình trà thảo mộc trước mặt lên dùng đầu món tay lướt qua hoa văn hoa dương trên lỏ nhẹ nhàng nói muốn pha chế một loại trà thảo mộc giống nhau thì cần phải xác định công thức sử dụng trong trà thảo mộc ta đã thêm một thành phần vào trà thảo dược người khác khó có thể phân biệt được ta nghĩ ngay cả đại phu của hạnh lâm đường cũng không thể phân biệt được đỗ trường khanh trong lòng rung động vui vẻ nói thật sao lục đồng đặt bình trà xuống Nhìn đỗ trường khanh nói, ông chủ đỗ, nếu như ta là huynh, thay vì tức giật ở đây, chi bằng làm chuyện khác. Chuyện khác? Đỗ trường khanh bối rối, làm gì cơ? Lục đồng cười nói, sau hội hoa đào, nhờ sự giới thiệu của hồ viên ngoại nên nguồn cung xuân thủy sinh khan hiếm. Lúc đó trên thị trường có tin đồn rằng xuân thủy sinh có tác dụng thần kỳ. Nếu sắc ra và uống nó, chứng nghẹt mũi sẽ thuyên giảm trên thế gian hiếm có loại thuốc nào có tác dụng ngay lập tức. Thuốc chữa bách bệnh, đối với một loại thuốc mới, phóng đại tác dụng của nó là họa chứ không phải phúc. May là Xuân Thủy Sinh có tác dụng và hiệu quả, hơn nữa vừa mới nổi danh. Đỗ Trường Khanh gật đầu mắng, đúng, không biết là kẻ chết bầm nào đồn thổi khắp nơi. Lục Đồng nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của cô, Đỗ Trường Khanh sừng sốt một chút, sau đó vẻ mặt dần dần thay đổi ý cô là. Lục Đồng bình tĩnh nói, hạnh lâm đường muốn sao chép xuân thủy sinh, nhưng nếu không nghĩ ra được công thức, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Có thể duy trì trong thời gian ngắn, nhưng theo thời gian, những người mua trà thảo mộc sẽ thấy danh hiệu đó không xứng đáng với tên gọi, danh tiếng tất yếu sẽ sụp đổ. Ông chủ đỗ, nàng nhìn đỗ trường khanh, hãy để gậy ông đập lưng ông, hạnh lâm đường đã bắt đầu châm ngòi tại sao ta không đổ thêm dầu vào lửa của họ? Nếu ta là huynh, ta sẽ ngay lập tức cử người đến chợ để tung tin đồn rằng Xuân Dương Sinh từ hạnh lâm đường có tác dụng rất thần kỳ, hơn cả Xuân Thủy Sinh của nhân tâm y quán. Nàng không nhanh không chậm nói xong, xung quanh im lặng. A Thành và Ngân Tranh sửng sốt. Đỗ Trường Khanh nhìn đôi mắt đen sáng ngời của lục đồng, đột nhiên không biết vì sao dùng mình. Một lát sau, hắn nuốt nước miếng, thấp giọng nói, được, được. Ta sẽ làm theo lời cô nói. chương 22, đối đầu. Kể từ khi Xuân Dương Sinh được hạnh lâm đường tung ra thị trường, cái tên Xuân Thủy Sinh dần dần ít được nhắc đến. Trước hết, Xuân Dương Sinh và Xuân Thủy Sinh chỉ khác nhau một từ nên khi nghe sẽ khó tránh khỏi nhầm lẫn. Thứ hai, hạnh lâm đường dù sao cũng là một y quán lớn, lại có đại phu già phụ trách, người ta mua thuốc, đến phố Tây, trước tiên nhìn thấy hạnh lâm đường trắng lệ, đi vào mua xuân dương sinh, ai mà biết được trên đời còn có xuân thủy sinh. Vì vậy, cửa trước của hạnh lâm đường càng ngày càng náo nhiệt, cũng không có người để ý đến trà thuốc ở nhân tâm y quán. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đỗ Trường Khanh cảm thấy u ám, không vui, nhưng lục đồng vẫn bình tĩnh như ngày nào, mỗi ngày làm việc gì cũng không hề tỏ ra buồn bã. Chớp mắt mấy ngày sau, vào buổi trưa, một chiếc xe ngựa dừng ở bờ sông cạnh cầu Lạc Nguyệt, có người được người hầu đỡ, run rẩy bước xuống xe, đi tới bờ sông, hướng về phía đỉnh nơi các học giả đã tụ tập, tiến vào. Người này đã lớn tuổi, mặc áo lụa, tóc búi cao bóng mượt, bộ râu cực dài, nhìn rất sang trọng. Khi nhóm học giả đang ăn uống trà nhìn thấy ông, họ chào hỏi: "Sao hôm nay Trần Tư lão gia lại đến đây?" Trần Tư lão gia, tên là Trần Hiền gia đình ông vốn ban đầu là một cửa hàng bán quan. Sau này công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, Trần tứ lão gia để lại công việc kinh doanh cho con cái, bản thân ông lại theo phong cách nhã khách, dành cả ngày để đi du ngoạn khắp nơi, đọc thơ và thảo luận về đạo giáo, thể sẽ trở thành đệ nhất danh sĩ ở Thịnh Kinh. Tuy nhiên đệ nhất danh sĩ Thịnh Kinh lại gặp rắc rối khi chạm trán với hoa dương khó chịu vào mùa xuân. Trong số những người bạn học giả. Trần Tứ Lão Gia ghét nhất hồ viên ngoại cổ hù và bảo thủ. Tuy nhiên, ông cũng mắc chứng nghẹt mũi giống như hồ viên ngoại. Khi mùa xuân đến, ông rất khổ sở. Cách đây vài ngày, Trần Tứ Lão Gia rất bất ngờ khi nghe tin hồ viên ngoại đến hội hoa đào. Chứng nghẹt mũi của hồ viên ngoại còn nghiêm trọng hơn ông. Làm sao ông ta có thể chịu đựng được, được những bông hoa dương bay đó? Sau đó, Nghe nói hồ viên ngoại đang quảng cáo cho một loại trà thảo dược tên là Xuân Thủy Sinh, nói rằng nó có thể làm giảm nghẹt mũi. Chỉ sau khi hồ viên ngoại uống trà thảo dược, ông ta mới có thể xuất hiện tại hội hoa đào. Trần Tư Lão Gia biết hồ viên ngoại thích cường điệu, bệnh nghẹt mũi dai rằng khó chữa. Nhất thời có chút nghi ngờ nên cử người ra chợ hỏi thăm, chắc chắn có người đã nghe nói rằng loại trà thảo dược này có tác dụng chữa bệnh đáng chú ý. Vì vậy, Trần tứ lão gia ra lệnh cho cậu thư đồng mua vài gói và sắc nó cẩn thận, nghĩ rằng sau vài ngày, ông sẽ có thể ngắm nhìn mùa xuân với đầu óc tỉnh táo. Sau khi uống được 5 ngày, Trần tứ lão gia cảm thấy mình đã sẵn sàng nên thay một bộ quần áo mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, đeo một cái túi, thậm chí còn xoa một ít phấn hoa đào, định thể hiện tài năng của mình đã tích lũy suốt mùa đông ở buổi hội thơ. Ông mỉm cười, ho nhẹ đang định trả lời thì một cơn gió thổi qua, đột nhiên cảm giác ngứa ngáy quen thuộc xuất hiện, khiến ông bất giác mở miệng. Hát xì, một tiếng hát hơi kinh thiên động địa vang lên trước mặt mọi người, nước mũi trần tứ lão ra chảy như thác nước, nước mắt bay tứ tung, thậm chí một chùm nước mũi còn bay đến tóc của thư đồng đứng gần đó. Mọi người ngơ ngác nhìn ông. Hát xì, hát xì, hát xì. Những tiếng hắt hơi tiếp tục bay ra khỏi miệng không thể kiểm soát. Trước những ánh nhìn khác nhau của mọi người, Trần Tứ Lão Gia xấu hổ che mặt lại rồi chạy về phía xe ngựa. Lão Gia, cậu thư đồng hốt hoàng gọi theo từ phía sau. Trần Tứ Lão Gia chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức. Lão Hồ chết tiệt, người thật sự không có ý tốt. Xuân Dương sinh này đã uống 5 ngày nhưng không có tác dụng gì khiến ông tự làm trò hề trước mặt bằng hữu sau này làm sao có gan đi ra ngoài thần dược trị nghẹt mũi rõ ràng là thuốc giả ông vội vàng lên xe ngựa thiếu niên từ phía sau đi theo cẩn thận nhìn mặt chủ nhân lão gia tới hồ gia trần tư lão gia nghiến răng nghiến lợi ta nhất định phải bắt lão hồ cho ta một lời giải thích trần tư lão gia tức giận xe ngựa phóng nhanh trước cửa hồ gia Hồ viên ngoại đang cầm một tập thơ, đang định ra ngoài thăm bạn bè, chưa kịp bước ra khỏi cửa đã nghe thấy có người hung hãn gọi mình, lão hổ vô lại. Sắc mặt của hồ viên ngoại thay đổi, ông quay người lại, nhìn thấy trần tứ lão ra từ trong xe ngựa đi ra, dâu gần như dựng đứng, lớn tiếng nói, trần hiền, ông đang nói cái gì đó. Mặc dù trần tứ lão ra nhìn gầy gò nhưng di chuyển rất nhanh, đi hai ba bước đã đến gần hồ viên ngoại ông ta túm lấy dâu và đá hồ viên ngoại một cách điên cuồng, hét lên, đồ lừa đảo, người toàn dối trá. Người nói trà thảo mộc có thể chữa nghẹt mũi, khiến ta xấu hổ trước mặt bạn bè. Y quan đó đã cho người bao nhiêu lợi ích mà ngươi lại giúp bọn chúng lừa dối mọi người như thế này. Hồ viên ngoại cố gắng lấy lại bộ dâu của mình và cãi lại, lừa đảo gì chứ, trà thảo dược đó thật sự có hiệu quả, lão phu đã uống mấy gói rồi bây giờ ngày nào cũng hô hấp thông thuận. Tự mỗi mình có vấn đề mà lại đi đổ lỗi cho trà thảo dược của người ta. Giờ hơi à? Trần Tư Lão Gia thấy ông ta tới bây giờ vẫn không chịu hối cải, lại nghĩ đến vừa rồi mình trước mặt mọi người chảy nước mắt nước mũi, càng tức giận, dùng sức nắm lấy dâu, kéo xuống, mắng, lão dối trá. Không chịu thua kém, hồ viên ngoại dùng tay trái túm lấy bộ dâu của người kia, đổ khốn kiếp hai người quấn vào đánh nhau thư đồng bên cạnh muốn tách hai người ra nhưng cả hai tuy đều đã già nhưng lại khá khỏe mạnh trước cửa hồ ra hai người mắng nhau lão dôi trá liên thủ với y quán bán trà thảo dược kiếm tiền không có tí tác dụng nào cả đồ lưu manh linh đan rượu dược của người ta mà gọi là thứ tồi tàn ta thấy ngươi chỉ muốn moi tiền thôi nói láo ta đã uống loại trà thảo dược đó suốt năm ngày mà vẫn hát hơi liên tục Vớ vẩn, lão phu chỉ uống có ba ngày là có thể thoải mái tới chỗ có hoa dương. Xuân dương sinh thật vô dụng. Xuân thủy sinh là tốt nhất. Hả? Chấm hỏi ngoặc kép. Hồ viên ngoại giật mình ngẩn ra. Trần tứ lão gia nhân cơ hội nhổ sợi lông cuối cùng ra. Ông đau đớn ôi một tiếng, nhưng ông vẫn nhớ những gì Trần tứ lão gia vừa rồi nói. Hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Xuân dương sinh chứ còn gì nữa. Một lớp phấn hoa đào rơi xuống trên mặt trần tứ lão ra, quần áo và tóc của ông ta đều bị xé thành từng mảnh, trong tay giơ lên một sợi dâu, vẫn chưa yên tâm, mắng, Xuân Dương sinh cái gì chứ? Rõ ràng là một tên đại phu độc ác, mượn cớ mắng người mua thuốc là ngu ngốc. Không đúng, hồ viên ngoại sửng sốt, sai cậu bé thư đồng bên cạnh, đi lấy gói trà thảo dược trong phòng ta ra đây ông lại hỏi Trần Tứ Lão Gia, ông nói trà thảo dược ông mua có tên là Xuân Dương Sinh. Trần Tứ Lão Gia, ông còn muốn ta nói điều này bao nhiêu lần nữa? Hồ viên ngoại không nói gì, đợi cậu bé đi lấy trà thảo dược tới rồi dơ lên để Trần Tứ Lão Gia và những người đang xem náo nhiệt có thể nhìn rõ, nhìn rõ đi, trà Lão Phu mua là Xuân Thủy Sinh. Tự ông mua phải thuốc giả, không đến chỗ bán thuốc giả mà bắt đền, lại đến chỗ ta nổi điên là cái kiểu gì? Nghe vậy, Trần Tư Lão Gia sừng sốt một lúc, vô thức muốn bước tới nhìn kỹ. Xuân Thủy Sinh Trần Quạt, mũi ông có vấn đề đã đành, sao bây giờ mắt cũng mờ rồi. Hồ viên ngoại chế nhảo, mở mắt ra và nhìn kỹ xem những chữ trên gói trà này là gì. Trần Tư Lão Gia cũng không thể tin được. Gói trà này rất giống với trà thảo mộc ông mua, được làm rất tinh tế, bên trên có dán một tờ giấy trắng, có một bài thơ nhỏ viết bằng mực rất trang nhã. Lần đầu tiên nhìn thấy, ông đã ngưỡng mộ sự khéo léo của nó. Nhưng trên đó quả thực viết ba chữ Xuân Thủy Sinh, không phải Xuân Dương Sinh. Có lẽ ông thực sự đã mua phải hàng giả. Trần Tư lão gia chợt nhìn cậu bé bên cạnh rồi lớn tiếng quát, cái tên nô tài này, dám mua thuốc giả ở đâu để lừa gạt chủ nhân. Cậu bé giật mình, vội vàng quỳ xuống kêu lên, không thể nào đâu lão gia tiểu nhân mua trà thảo dược này từ Hạnh Lâm Đường trên phố Tây. Hạnh Lâm Đường là một thương hiệu lâu đời và y quán rất nổi tiếng, nên không thể có hàng giả. Hạnh Lâm Đường, hồ viên ngoại kinh ngạc nói, đó chẳng phải y quán của bạch trường quầy sao. chương 23, và mặt, hồ viên ngoại đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút ngây ngốc. Đã mấy ngày ông không đến phố Tây, không biết có một loại thuốc mới tên là Xuân Dương Sinh được tung ra ở phố Tây, cũng không biết Xuân Dương Sinh là do Hạnh Lâm Đường sản xuất. Hạnh Lâm Đường được điều hành bởi Bạch Thủ Nghĩa. Trong ấn tượng của hồ viên ngoại thì Bạch Thủ Nghĩa là một người tốt bụng và hiền lành. Ngoại trừ dược liệu hắn bán đắt hơn những nơi khác, hơi quá đáng với một số người dân nghèo ở phố Tây, thì hắn vẫn là một doanh nhân giỏi. Bây giờ đột nhiên nghe được tin tức về Xuân Dương Sinh, Hồ Viên Ngoại thực sự rất ngạc nhiên. Tuy là một học giả tính tình khó ưa nhưng ông ta cũng không phải ngốc. Xuân Dương Sinh và Xuân Thủy Sinh chỉ khác nhau có một chữ, cả hai đều là trà thuốc giúp giảm nghẹt mũi, người khác nghe thấy sẽ không tránh khỏi bối rối. Được bán và quảng cáo bởi một y quán lớn như Hạnh Lâm Đường, cuối cùng, hầu hết mọi người sẽ chỉ biết đến Xuân Dương Sinh mà không biết đến Xuân Thủy Sinh. Bạch Thủ Nghĩa này rõ ràng muốn sao chép trà thuốc của nhân tâm y quán. Sao chép vốn dĩ là một hành vi thấp kém, đặc biệt cả hai bên đều kinh doanh trên cùng một con phố, ngoảnh qua ngoảnh lại vẫn gặp nhau. Hành động vô liêm sỉ như vậy hoàn toàn khác với hình tượng tốt bụng của Bạch Thủ Nghĩa. Nhưng tại sao Bạch Thủ Nghĩa lại làm vậy? Phải biết rằng hạnh lâm đường làm ăn phát đạt, bản thân Bạch Thủ Nghĩa có gia tài giàu có, còn Đỗ Trường Khanh chỉ là một công tử xa xút khó khăn lắm mới nhờ vào xuân thủy sinh mới có thể nở mày nở mặt mắt thấy y quán sắp sống lại từ chỗ chết vậy mà bạch thủ nghĩa hắn lại dùng thủ đoạn này đối với một người thua kém mình về mọi mặt lại không có sức đe dọa tí nào như đỗ trường khanh có cần thiết phải đẩy hắn vào chỗ chết không hồ viên ngoại không thể hiểu được đang lúc ông đang suy nghĩ trần tứ tiên sinh bên kia đã chỉnh lại cổ áo dậm chân hóa ra là thế nhất định là hạnh lâm đường bắt trước y quán người ta bán trà thảo dược, nhưng bắt trước không đến nơi đến chốn Đã làm hàng giả lại còn quảng cáo tác dụng kỳ diệu. Y quán vô lương tâm như vậy, hôm nay ta nhất định phải đến đòi một lời giải thích. Nói xong, ông kêu thư đồng đứng dậy rồi lên xe ngựa đi về phía trước. Hồ viên ngoại đột nhiên lấy lại tinh thần gọi theo, Trần Huynh, đợi đã. Gì vậy? Hồ viên ngoại bước vào xe ngựa, đẩy Trần Tứ Lão ra sang một bên. Lúc này ông không quan tâm đến việc nắm dâu nhau ban nãy nữa. Chỉ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ta đi cùng ông. Ông đi làm cái gì? Hồ viên ngoại sờ sờ cái cằm xưng tấy của mình. Hùng hồn đáp. Xuân Thủy Sinh là do Lão Phu phát hiện và giới thiệu trước tiên. Bây giờ có hàng giả. Danh tiếng của ta cũng bị ảnh hưởng. Nếu không nói rõ. Chẳng phải sẽ bị oan sao? Ta đương nhiên phải đi. Ông khoát tay áo, đi thôi. Hồ Viên Ngoại cùng Trần Tư lão gia lên xe ngựa, đi thẳng đến Hạnh Lâm đường ở phố Tây. Khi đến đầu phố Tây, họ xuống xe và đi được vài bước, đã nhìn thấy tấm bảng vàng của Hạnh Lâm đường từ xa. Trần Tư lão gia hít một hơi thật sâu, hất tung góc áo choàng đi về phía cửa y quán, quát, tên khốn nạn có biển hiệu to gớm nhỉ. Hồ Viên Ngoại nhanh chóng đi theo, lo lắng sẽ xảy ra cãi vã đành phải an ủi vài câu, bình tĩnh đã, đừng đánh nhau. Hai người đang nói chuyện thì một cơn gió chợt thổi qua, một người phụ nữ cao lớn, khỏe mạnh với vòng eo to tròn từ bên cạnh lao tới, hất hổ viên ngoại sang một bên. Ông đứng như trời trồng, còn chưa kịp xả giận, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy người phụ nữ hung hãn xông vào hạnh lâm đường, đập mạnh lên chiếc bàn trước tủ thuốc nói, người đâu, mau cút ra đây cho bà bước chân của hồ viên ngoại và trần tư lão ra đồng thời dừng lại đây lại là thế nào vậy trong hạnh lâm đường bạch thủ nghĩa đang cẩn thận truyền hoa lan quân tử vào nhà gần đây ở thịnh kinh thường xuyên có mưa làm chết rất nhiều mẫu đơn trong sân lan quân tử này quá mỏng manh không nên đặt bên ngoài sân mấy ngày trước hắn mua lam quân tử giá cao một lượng bạc hương lan thoang thoảng thơm ngào ngạt làm loãng đi mùi thuốc trong quán hít sâu một hơi, hắn liền cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Phải thừa nhận rằng gần đây tâm trạng của hắn rất tốt. Xuân dương sinh của hạnh lâm đường bán rất chảy. Trà thuốc có tác dụng tương tự ở hạnh lâm đường rẻ hơn một hai xu so với ở nhân tâm y quán. Hơn nữa hạnh lâm đường là một cửa hàng lâu đời, có danh tiếng tốt, người muốn mua trà thảo dược không cần phải suy nghĩ, tự nhiên sẽ đến đây. Nghe nói nhân tâm y quán làm ăn xa sút mấy ngày nay cũng không có mấy người tới trước cửa. nghĩ tới đây, bạch thủ nghĩa liền cảm thấy vui mừng. tên vô dụng đỗ trường khanh đó có thể có năng lực như thế nào? dù là đồ đẹp nhất thời cũng chỉ là bông hoa trong gương, không tồn tại được lâu, thực sự không đáng để ngắm nhìn. bạch thủ nghĩa nhìn cảnh hoa trước mặt, tính toán thu nhập tháng này của mình. không thể không nói, loại trà thảo dược này có lãi khá lớn. Mới bán 10 ngày mà thu nhập đã tương đương tháng. Nguyên liệu làm trà thuốc không đắt, thấy nguồn cung hiện tại thiếu hụt, khi mùa xuân qua đi, Hạnh Lâm đường nhất định sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ. Kiếm được nhiều tiền thì tốt, khi hắn ta mua lại Nhân Tâm Y Quán làm của mình, hắn ta sẽ là người duy nhất thâu tóm thị trường ở toàn bộ phố Tây. Khi đó phí tư vấn và giá dược liệu sẽ tăng lên, người bình thường không muốn mua thì cũng phải mua. Sau này lo gì không kiếm được tiền." Bạch Thủ Nghĩa đang nghĩ tới đây, nụ cười của hắn càng thêm kiêu ngạo, đột nhiên nghe thấy từ bên ngoài Hạnh Lâm Đường truyền đến tiếng động, giống như có người đang gây sự. Hắn cau mày, mở rèm nhung nhìn ra ngoài, liền thấy một người phụ nữ cao lớn khỏe mạnh đội khăn trùm đầu, đứng trước mặt chu tế, thô bạo hét lên, "Gọi chủ tiệm của ngươi ra đây cho ta." Hình như đến đây để gây rối, tiện dân này trong mắt Bạch Thủ Nghĩa hiện lên một tia khinh thường, nhưng trên mặt lại bày ra một nụ cười thân thiện, hắn bước ra khỏi phòng, ân cần nói, vị đại thầm này, tại hạ là Bạch Thủ Nghĩa. Phi một tiếng, một ngụm đờm đặc phun vào mặt Bạch Thủ Nghĩa. Bạch Thủ Nghĩa sừng sốt. Hắn ta mở y quán ở phố Tây đã nhiều năm, trong các y quán ở Thịnh Kinh thì cũng khá nổi tiếng vì thuốc trong y quán không hề rẻ nên hầu hết những người có điều kiện đến hạnh lâm đường chữa bệnh đều là những người giàu có và luôn coi trọng phẩm cách khi nói chuyện. Đã bao giờ gặp phải người đàn bà thô lỗ như vậy đâu? Trong giây lát, đầu óc hắn bối rối và cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên trong họng. Nhưng người phụ nữ đó lại không quan tâm đến vẻ mặt của Bạch Thủ Nghĩa, mong hắn ta khá khen cho hạnh lâm đường, nói cái gì mà trà thảo dược xuân dương sinh, sau khi uống sẽ giảm nghẹt mũi ngay lập tức, hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Quảng cáo thì thổi phồng lên tận trời, hại bà đây nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền mua ba gói về sắc uống, mà không có tí tác dụng nào cả, lại còn bày đặt gặp lại mùa xuân ư? Ta thấy có mà diện kiến Diêm Vương. Người phụ nữ cao lớn nói xong, không thở chút nào, gần như khiến Bạch thủ nghĩa mất đi uy nghiêm. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại giọng điệu, nói, không có bằng chứng, làm sao cô nương này có thể vu khống và hủy hoại danh tiếng của y quán chúng ta. Danh tiếng? Danh với trả tiếng quái gì? Người phụ nữ chế nhạo bằng những lời lẽ sắc bén. Phố đông người qua lại bên ngoài quán, lớn tiếng hét lên, có gan thì tự hỏi xem, xuân dương sinh của ngươi uống vào có tác dụng gì không? Rất nhiều người đã tụ tập trước cửa hạnh lâm đường xem náo nhiệt, Trần Tứ Lão Gia cùng Hồ Viên Ngoại đang đứng lẫn trong đám đông. Hồ Viên Ngoại nghe xong còn chưa lên tiếng. Trần Tứ Lão Gia tựa hồ có chút ấn tượng, lập tức xông ra ngoài hét lớn, không phải sao? Đúng không? Trà thảo dược này có tác dụng gì? Ta uống 7-8 ngày như lời dặn, vừa ra ngoài vẫn sổ mũi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Gì mà giảm nghẹt mũi ngay lập tức? Người đang lừa gạt. Một gói ba lạng bạc, ta mua tổng cộng 15 lạng bạc thu tiền dễ dàng, nhưng hiệu quả thì không được một phần. Còn dám nói người khác vu khống. Ai cũng biết làm kinh doanh phải chú trọng uy tín, càng chẳng nói đến nơi liên quan đến mạng sống của con người như y quán. Trần Tư Lão Gia cũng từng kinh doanh, vốn là một người mồm mép sắc sảo, nay lại học thêm được ít chữ nghĩa, lời nói lại càng sắc như dao. Một số người trong đám đông cũng mua xuân dương sinh, trước đây chỉ vì là hàng xóm nhìn lên nhìn xuống cũng thấy nhau, nói thẳng mặt như vậy thì thật khó coi, cho nên họ nghĩ rằng mua phải trà thảo dược không có tác dụng như vậy chỉ là xui xèo. Bây giờ, sau khi nghe Trần Tư Lão ra nói, có người dẫn đầu, dần dần, cuộc thảo luận bắt đầu lan rộng. Đúng vậy, ta nghe đồn trà thuốc hạnh lâm đường có tác dụng thần kỳ, ta cũng mua mấy thang về uống, không khác gì thuốc thông mũi thông thường, làm sao có thể tốt như lời đồn ta nghĩ là chỉ có mình ta bị như vậy, hóa ra không phải. Một người khác nói, vậy thì bên ngoài đồn thổi thần kỳ như vậy, hạnh lâm đường khẳng định không xứng đáng với tên gọi của nó. Có lẽ là để kiếm tiền. Mọi người biết đấy những người này chỉ muốn kiếm tiền, không có lương tâm. Chật, ngay cả một y quán lớn như hạnh lâm đường cũng không có lương tâm. Sắc mặt bạch tù nghĩa đột nhiên thay đổi. Hạnh lâm đường nhiều năm danh tiếng tốt, bây giờ lại bị chê thậm tệ như vậy vì trà thuốc hắn ta đang định lên tiếng thì có người trong đám đông nói ôi tiền nào của nấy loại trà thảo dược hạnh lâm đường này ban đầu được sao chép từ xuân thủy sinh của nhân tâm y quán lúc đó đang khá phổ biến hiệu quả thần kỳ là xuân thủy sinh mới đúng đấy chính là sự khác biệt giữa hàng giả và hàng chính hãng mọi người muốn chữa nghẹt mũi thì phải đến nhân tâm y quán Xuân thủy sinh của nhân tâm y quán là hàng thật, là thần dược. Giọng nói không cao cũng không thấp, tình cờ lọt vào tay mọi người, nhưng ánh mắt bạch thủ nghĩa bỗng nhiên trở nên nham hiểm. Nhân tâm y quán, hắn nghiến răng nghiến lợi, lại là đỗ khanh. trường khanh. mươi 30, tình cờ gặp. Đêm, trời bắt đầu mưa. Mưa rơi lộp độp, rơi xuống những lá chuối mới trồng ngoài sân tạo ra âm thanh ảm đạm. Lục đồng có một giấc mơ. Trong giấc mơ, nàng trở về lục gia ở huyện Trường Vũ. Lúc đó là tháng 12 âm lịch, sắp cuối năm, trời nhiều gió và có tuyết. Lục Nhu bước ra khỏi nhà. Đại tỷ rõ ràng vẫn mang dáng vẻ thiếu nữ nhưng trải tóc như phụ nhân, mặc áo khoác nhung màu xanh mận vẫn xinh xắn, dịu dàng như ngày nào. Lục Nhu nhìn thấy nàng liền đưa tay nắm lấy tay Lục Đồng, tức giận nói, con bé này muội đi đâu vậy? ở nhà nương gọi tìm cả nửa ngày không thấy về, cẩn thận cha mà biết sẽ mắng đấy. Đợi lát nữa còn phải dán câu đối nữa, Lục Khiêm đang viết, muội đi thay quần áo đi. Nàng bối rối được Lục Nhu dắt vào nhà, nghe thấy Lục Nhu thì thầm, muội đi lâu như vậy rồi, mấy năm nay tỷ tỷ vẫn luôn giữ chiếc châm này cho muội, cuối cùng muội cũng về. Châm? Châm gì? Tại sao Lục Nhu lại nói nàng đã đi nhiều năm rồi? Trong tai như có sấm sét, Lục Đồng đột nhiên mở mắt. Ánh đèn trong nhà lờ mờ, trên bầu trời tối tăm chỉ còn có tiếng mưa nhỏ giọt. Nàng từ từ ngồi dậy, không thể ngủ lại được nữa nên chỉ im lặng nhìn ánh đèn vàng cho đến tận bình minh. Đợi đến bình minh, Ngân Tranh cũng dậy. Hai người mở cửa y quán, không lâu sau, Đỗ Trường Khanh và A Thành cũng tới. Mùa xuân sắp qua, trời mưa liên miên, người đến mua trà thảo mộc càng ngày càng ít. Đỗ trường khanh pha một bình trà nóng, bảo A Thành mua hai cái bánh bao nóng cho bữa sáng. Lục đồng đi tới trước mặt hắn nói, đỗ chủ tiệm, ta muốn mượn huynh một ít tiền. Đỗ trường khanh đang nuốt một miếng bánh thì nhẹn lại, cuối cùng cũng nuốt được miếng bánh xuống, nhìn lục đồng, cô nói gì cơ? Ta muốn mượn chủ tiệm một ít tiền. Lục đồng nói, viết giấy nợ cho ta, qua mấy ngày nữa ta sẽ trả lại. Đỗ Trường Khanh nhìn từ trên xuống dưới lục đồng, khịt mũi một cái, đi qua nàng vào phía trong, không lâu sau, hắn lấy từ dưới tủ thuốc ra một chiếc chìa khóa, từ đâu đó lấy ra một chiếc hộp đưa cho lục đồng. Ngân tranh nhìn chiếc hộp, ngập ngừng hỏi, đây là... Đỗ Trường Khanh khó chịu, mấy ngày trước ta đã tính toán rồi, hai tháng nay, sau khi trừ bỏ chi phí nguyên liệu, thì Xuân Thủy sinh lãi được hai trăm lượng bạc. Lục Đại Phu tuy lương tháng của cô là hai lượng bạc nhưng ta cũng không phải người chỉ biết ăn trên xương máu người khác hơn nữa cô còn thay ta dạy dỗ lão già bạch thủ nghĩa đó một trận trưởng quầy ta đây rất coi trọng một trăm lượng bạc này là phần của cô được chia hắn khó khăn rời mắt khỏi chiếc hộp như thể đang rất đau lòng cũng không cần phải viết giấy nợ gì đâu chỉ cần sau này cô chế thêm vài loại trà thuốc là coi như báo đáp rồi lục đồng ngạc nhiên Người này bình thường rất keo kiệt, không ngờ đến lúc này lại rất hào phóng, bảo sao gia sản lớn cũng bị hắn tiêu hết sạch. Nàng nhìn Đỗ Trường Khanh nói, đa tả. Đỗ Trường Khanh xua tay, tiếp tục ăn bánh. Ngân tranh thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng tiêu mất một trăm lạng bạc, tuy rằng ngoài mặt tỏ ra hào phóng, nhưng trong lòng Đỗ Trường Khanh vẫn có chút khó chịu. Trời còn chưa tối đã kéo A Thành về trước. Ngân tranh đóng cửa và quay trở lại sân nhỏ phía sau y quán, lục đồng đã thay quần áo. Trang phục là một chiếc áo khoác trơn màu xám nâu sẫm đã sờn một nửa, kiểu dáng nam giới, do Ngân tranh mua từ một người phụ nữ bán quần áo cũ ở cổng miếu. Lục đồng búi tóc theo kiểu của đàn ông, buộc lòng bằng một chiếc châm cài bằng tre. Nàng vốn dĩ thân hình mảnh khảnh, ăn mặc như nam nhân ngược lại khiến nàng trông càng xinh đẹp hơn, nhìn qua cũng có thể nhận ra là nữ giả nam trang ngân tranh lắc đầu cười nói vẫn phải thoa phấn để che đi nàng tùy ý trang điểm một chút trời gần như đã tối ngân tranh nhìn thấy trên cánh cửa ý quán đã được ai đó treo lên một mảnh rơm khô từ lúc nào nàng nói với lục đồng cô nương có thể đi rồi lục đồng gật đầu nhặt chiếc ô tre dựng trong góc lên cùng ngân tranh đi ra ngoài mưa xuân lạnh buốt dường như nước mắt của người chia xa phía nam thành phố rất sôi động dưới cầu lạc nguyệt thuyền trống tấp nập qua lại không ngừng hàng trăm chiếc đèn còi được buộc vào lan can cầu như những chấm sáng bạc soi sáng mặt sông đi vào nội thành có con phố thanh hà vì nằm ở giữa nội thành nên con phố này tập trung rất nhiều quán trà quán rượu quán cờ bạc hoa lâu con cháu các gia đình quý tộc thường đến uống rượu ngắm hoa những đêm quang đãng pháo hoa phủ kín bầu trời ánh đèn khắp nơi sáng như ban ngày tạo nên khung cảnh yên bình thịnh thế đêm nay cũng vậy một chiếc xe ngựa dừng lại trước mộ tiên lầu một người trẻ tuổi bước xuống xe mặc áo khoác sa tanh diệt tơ vàng khuôn mặt đẹp như ngọc hắn đứng thẳng không cầm ô bước vào tiểu lầu trong cơn gió nhẹ và mưa phun trong mộ tiên lầu rất náo nhiệt khắp nơi đều có rượu hương thơm được gió thổi đi xa. Mùi phấn son quyện với mùi rượu trên cơ thể các cô gái đã sưởi ấm đêm mưa cô đơn, khiến nó không còn quá lạnh lẽo nữa. Trong sảnh hoa ở tầng 1, các đệ tử Lê Viên đang hát tô môi đỏ. Quả là một nơi phú quý. Nam nhân Tuấn Mỹ bước vào tiểu lầu, một mỹ nhân trang điểm đậm nhìn thấy hắn mặc đồ gấm, dung mạo nổi bật nên đi về phía hắn, đưa tay ra nắm tay chàng trai nhưng lại bị bạn mình ở bên cạnh kéo lại, thấp giọng nhắc nhở, "Đừng đi." Người đẹp đang do dự thì người trước mặt đã đi ngang qua, khóe mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái. Nàng cắn môi không chịu nhượng bộ, chợt nhìn thấy chàng trai trẻ bước vào khu vực chỗ ngồi trên lầu, vẻ mặt không tự chủ được thay đổi. Tầng trên là nơi chỉ có những vị khách quý mới có thể lên. Nàng vội vàng nắm lấy cánh tay bạn mình rồi vội vàng quay người lại. Ở khu vực ghế ngồi trên lầu, trầm hương cháy trong lư hương hoa mai ngọc bích ấm áp. Hương thơm đậm đà, thơm ngát khiến ánh trăng càng thêm trang nhã. Căn phòng được trang trí sang trọng, trên bàn đặt một chậu cây trúc nhỏ bằng ngọc. Trong chén trà bằng ngọc bích là trà vân vụ mới hái, trái vải tươi được bày trên chiếc đĩa xanh ngọc lục bào. Chàng trai trẻ có thái độ thản nhiên, ngồi bên cửa sổ, mở tấm rèm che trước cửa sổ. Từ đây nhìn ra ngoài có thể ngắm nhìn toàn cảnh đường phố Thanh Hà. Mưa đêm rơi xuống, dưới ánh đèn lồng trông như từng sợi tơ màu vàng mơ hồ lạnh lẽo, một khe sáng màu vàng mơ hồ lọt vào, khiến ngũ quan thanh niên càng thêm thanh tú và trói mắt. Hắn thản nhiên nghiêng đầu nhìn, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Đêm đã khuya, mưa nhẹ, đèn dưới mái hiên sáng mờ, hai người đang che ô trước cổng náo nhiệt bên kia đường. Một người trong số họ có mái tóc được búi cao, nét mặt bị ánh đèn làm mờ nhòe đi, chỉ để lại một đôi đồng tử sâu thẳm như thể được phủ một lớp xương mỏng lạnh lẽo trong đêm dài. Lông mày Bùi Vân ánh nhíu lại. Lục Đồng. Nét mặt và đôi mắt của người này rất giống với Lục Đại Phu mà lần trước hắn gặp ở dưới bảo tường lâu. Hắn nhìn người dưới ánh đèn, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bùi Vân Ánh có ấn tượng sâu sắc về Lục Đồng. Khi hắn đang làm việc, khó tránh khỏi gặp phải thời khắc nguy hiểm, đao kiếm không có mắt, lại gặp qua rất nhiều nữ nhân. Chỉ có điều Lục Đồng khác biệt lạ thường với những nữ nhân khác. Nàng sinh ra đã rất xinh đẹp, đôi mắt như nước mùa thu, thái dương như mây, như một cành liễu yếu ớt trong gió, lại vô cùng rụt rè như một bông hoa mỏng manh, có thể bị gió thổi gãy, nhưng lại hung ác hơn bất cứ ai. Bùi Vân Ánh đã nhìn thấy khuôn mặt của Lã Đại Sơn, vết hằn sắc nét trên má hắn ta đủ sâu, lộ ra xương cốt. Nàng vốn muốn làm mù mắt Lã Đại Sơn. Bùi Vân Ánh cụp mắt xuống. Khi một nữ tử bình thường bị bắt cóc, phản ứng đầu tiên của cô ấy sẽ không phải là dùng hoa nhung làm mù mắt tên sát thủ. Những chiếc kẹp tóc thông thường của phụ nữ không sắc bén như dao. Ba cây kim bạc đó không phải là kẹp tóc hoa, rõ ràng là vũ khí được giấu kín cửa hàng son tràn ngập hương thơm ngọt ngào trên tấm bình phong lớn là hoa dâm bột nở rộ rực rỡ ánh mắt cô nương bình tĩnh gần như lãnh đạm từ lúc bị lã đại sơn bắt làm con tin cho đến khi trốn thoát từ đầu đến cuối đều không hề tỏ ra ngơ ngác bên cạnh có người gọi hắn hồng mãn báo kiến thế tử điện hạ bùi vân ánh thu hồi suy nghĩ của mình nhìn về phía người vừa lên tiếng nàng ấy là một thiếu nữ với mái tóc bồng bềnh chiếc váy hoa màu đỏ và vàng khiến làn da càng trắng như tuyết nàng ta cũng có khuôn mặt đầy quyến rũ chỉ cần đứng đó cũng đã đủ mê hoặc hồng mãn cô nương của ngộ tiên lầu có vẻ đẹp quyến rũ khó quên biết bao vương tôn công tử vì một nụ cười của mỹ nhân mà sẵn sàng tiêu tiền như nước hiện tại mỹ nhân đang đứng trong phòng đối mặt với thiếu niên đang ngồi uống trà vẻ mặt hiếm có khiến người khác cung kính tựa hồ còn có chút sợ hãi hồng mãn từ trong tay áo lấy ra một lá thư tiến lên hai bước đưa cho bùi vân ánh thấp giọng nói vương gia đã phái người đến định châu tìm người trong vụ quân mã giám hiệu tướng có liên quan rất khó ra tay vương gia nói thế tử cứ yên lặng quan sát là được bùi vân ánh nói ừm rồi đưa tay nhận lấy bức thư hồng mãn bước sang một bên cúi đầu cung kính chờ đợi Bùi Vân Ánh nhanh chóng đọc lá thư rồi đốt nó trước ngọn đèn, cầm tách trà trên bàn lên, uống một ngụm trà rồi đặt chiếc cốc rỗng lên bàn. Hắn nói, mấy ngày nay ta sẽ không tới, nếu có việc gì thì đến điện soái phủ tìm đoàn tiểu ngôn. Hồng mãn vội đáp ứng. Hắn đứng dậy định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, vén rèm che ra nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện. Mưa càng lúc càng lớn, trước cổng cũng không có ai, chỉ có ngọn đèn lẻ loi đông đưa dưới mái hiên phản chiếu màu vàng mờ của mặt nước bùi vân ánh hỏi nơi đối diện là ở đâu hồng mãn nhìn theo ánh mắt của hắn nhẹ nhàng trả lời là sòng bạc khoái hoạt lâu nhìn thấy bùi vân ánh nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt kỳ lạ nàng cẩn thận hỏi thế tử gặp ai ở đó sao người thanh niên buông tay ra tấm màn tre buông xuống che đi mưa gió bên ngoài Hắn mỉm cười, thờ ơ nói, không có gì đâu, ta nhận nhầm người thôi. chương 24, đóng cửa may mắn. Tin tức về vụ việc hỗn loạn ở hạnh lâm đường đã lan đến tai nhân tâm y quán chỉ trong một nén nhang. Đỗ trường khanh hai tay chống lên hông cười ha hả lông mày gần như bay lên trời. Hắn đi tới đi lui trong y quán, hưng phấn nói, vừa lòng ta lắm, vừa lòng ta lắm. Mắt thấy lục đồng vẫn mặt không đổi sắc đặt gói thuốc xuống, hắn ngượng ngùng tiến tới khen ngợi lục đại phu cô thật đúng là liệu sự như thần bây giờ tên bạch thủ nghĩa đó thậm chí còn không dám mở cửa hạnh lâm đường ở trong nhà làm con rùa rụt cổ hư tên khốn nạn lắm thủ đoạn xấu xa đó nên nếm thử trái đắng a à, thành chớp mắt nghe nói có rất nhiều người đến hạnh lâm đường chỉ trích thuốc giả yêu cầu hạnh lâm đường hoàn lại tiền cho bọn họ đỗ trường khanh cười lạnh chỉ sợ số tiền hắn kiếm được không đủ để đền cho người ta. Hạnh lâm đường lần này thật sự giống như tự bê đá đập chân mình, mất cả chỉ lẫn chai. Ngân tranh từ bên ngoài bước vào, đi tới chỗ lục đồng, nhỏ giọng nói, cô nương, mọi việc đã xong. Lục đồng gật đầu. Mấy ngày nay, nàng yêu cầu A Thành chú ý tới các học giả tụ tập bên kia bờ hồ. A Thành sau khi nghe ngóng tin tức quay lại thì được biết gần đây các học giả đang cãi nhau nguyên nhân là do xuân thủy sinh. Ví dụ, hai học giả lịch lãm là bạn tốt của nhau nói rằng trà thảo dược có tác dụng thần kỳ, trong khi người kia lại nói rằng trà thảo dược không có tác dụng gì cả. Họ tiếp tục tranh cãi, may mắn thì họ phát hiện ra trà thuốc mình mua là khác nhau, không may thì họ vẫn không biết mình có vấn đề gì, cả hai bên đều cho rằng đối phương đang nói dối. Cũng không trách những nho sĩ này được. Hạnh Lâm Đường cố ý đặt tên Xuân Dương Sinh rất giống với Xuân Thủy Sinh, đến nỗi người ta khó có thể phân biệt được. Nếu hai loại trà thảo mộc này cùng có mặt trên thị trường, người ta tất nhiên sẽ nhầm lẫn. Vì vậy, Xuân Dương Sinh chỉ có thể được phép biến mất hoàn toàn khỏi thịnh kinh. Đỗ Trường Khanh cho Lục Đồng một ít tiền, thấy thời gian cũng tới lúc phù hợp, Lục Đồng nhờ Ngân Tranh đi đến cổng đền tìm một nữ nông dân đến gây rối ở trước hạnh lâm đường cô cũng mua chuộc một vài người trà trộn vào đám đông khích bác. Đúng như dự đoán, danh tiếng của hạnh lâm đường liền tụt dốc. Đây cũng chính là hạnh lâm đường tự gieo gió gặt bão. Xuân dương sinh của hạnh lâm đường bán ra được ngần ấy thời gian, người mua thuốc chắc hẳn đã biết thuốc có tác dụng thần kỳ gì hay không. Những lời khen ngợi trước đó đối với Xuân Dương Sinh đã nâng hạnh lâm đường lên vị trí rất cao. Người bình thường bỏ tiền ra mua trà thảo mộc, cảm thấy không xứng đáng với danh hiệu nên đương nhiên cảm thấy bất bình. Khi sự phẫn nộ của công chúng đã đủ lớn, chỉ cần một chút khiêu khích, nhiều người sẽ lao tới yêu cầu giải thích. Cuối cùng, nàng yêu cầu những người mình thuê lợi dụng tình hình để nói với công chúng về Xuân Thủy sinh tại nhân tâm y quán. Người ta sợ nhất là so sánh. Một bên là hàng chính hãng, đắt hơn một chút nhưng có tác dụng ngay lập tức, còn bên kia là hàng giả rẻ tiền không có tác dụng gì cả. Bằng cách này, chưa nói đến hạnh lâm đường, sau vụ này sẽ không có ý quán nào khác dám đánh giá quá cao năng lực của mình và cố gắng sao chép sản xuất trà thảo mộc của cô. Giết gà không chỉ để dọa khỉ mà còn để phô trương thanh thế. Đỗ Trường Khanh vui mừng nói, tên họ Bạch muốn lợi dụng chúng ta, nhưng hắn thông minh lại bị thông minh hại, chỉ sợ bây giờ trốn trong nhà, ruột cũng xanh lét rồi nhỉ. Ruột của Bạch Thủ Nghĩa có màu xanh không? Không ai biết, nhưng mặt hắn thì đang tái mét vì tức giận. Cánh cửa của hạnh lâm đường đã đóng lại, đèn trong quán sáng lên, tiếng la hét của những người đến gây rối có thể mơ hồ nghe thấy. Bạch Thủ Nghĩa dùng khăn tay lau đi vết bẩn trên mặt, tựa hồ vẫn còn có thể cảm nhận được đờm dày đặc vừa mới dính trên mặt, không khỏi lại cảm thấy buồn nôn. Văn Hữu run rẩy nhìn hắn, chủ tiệm, bây giờ phải làm sao đây? Trước kia thuốc ở hạnh lâm đường đắt hơn những y quán khác gần đó, cho nên bệnh nhân đến khám bệnh đều là gia đình giàu có, có thế nào cũng vẫn sẽ giữ mặt mũi. Nhưng những người dân thường đó thì khác, họ có thể bất chấp mọi thứ vì tiền. Chỉ cần có người khơi mào gây rắc rối và đòi tiền y quán, thì sẽ có rất nhiều người ngay lập tức lao vào đòi tiền. Bạch Thủ Nghĩa không biết có nhiều người dân thường đến mua trà thảo dược như vậy. Mấy ngày trước, khi xuân dương sinh trở nên nổi tiếng hắn thầm tự hào nhưng bây giờ lại hối hận bạch thủ nghĩa nhìn chu tế từ dưới tủ thuốc bò ra với vẻ mặt âm trầm chu tế chuyện gì xảy ra vậy chu tế trong lòng phàn nàn nhưng vẫn cười nói chủ tiệm tôi không biết ông không biết ư bạch thủ nghĩa đã tắt đi nụ cười hiền hậu từ lâu vô cảm nhìn ông ta ông nói có thể làm ra công thức tương tự Vậy tại sao hiệu quả của trà thảo dược ông điều chế ra lại giảm đi nhiều như thế? Khiến cho đám người kia kiện đến cửa. Chủ tế cũng bối rối, phương thuốc không sai mà nhỉ, hoa cúc, hoa rành rành, bạc hà, hành, mật ong. Ông ta lẩm bẩm đọc, vẫn không chịu tin, ngoài những thứ này thì không có thêm dược liệu nào khác, sao lại không làm ra hiệu quả như bản gốc được nhỉ? Bạch Thủ Nghĩa nhìn ông ta như vậy, thấp giọng mắng đổ ngu trước cửa có rất nhiều người chen chúc nếu không phải hắn nhanh chóng quyết định yêu cầu văn hữu nhanh chóng đóng cửa lại hôm nay người ở bên ngoài đã phá hủy hạnh lâm đường những kẻ đó đều giống như những con sói đói và chúng rõ ràng quyết tâm đòi bằng được tiền đôi mắt của bạch thủ nghĩa tối sầm lại hắn ta đã buôn bán ở phố tây nhiều năm như vậy mặc dù dược liệu và phí khám bệnh đắt hơn những y quán khác một chút nhưng do danh tiếng lớn và lâu năm nên địa vị của hạnh lâm đường là không thể lay truyền được ngoại trừ một số ít người nghèo hầu hết mọi người khi muốn khám bệnh và bốc thuốc đều chọn đến hạnh lâm đường của hắn nhận thấy nhân tâm y quán sắp đóng cửa hắn sắp trở thành người chủ y quán duy nhất ở phố tây thế mà hắn lại bị thua lỗ nặng nề bây giờ vì sự việc của xuân dương sinh danh tiếng của hạnh lâm đường đã bị tổn hại một khi lời đồn truyền ra ngoài chưa kể người khác nghĩ về hắn như thế nào riêng thu nhập của cửa hàng chắc chắn sẽ bị giảm đi đáng kể suy cho cùng khi mở y quán nhà thuốc danh tiếng đôi khi cũng quan trọng như tay nghề hành y những người ngoài cửa kia nói nhiều như vậy ai biết họ sẽ nói những điều không hay gì nếu lời này lọt vào tai giới y học thì sẽ gây ra rắc rối gì bạch thủ nghĩa nghiến răng nghiến lợi chuyện này không chỉ phải tính đến tình hình hỗn loạn hiện tại mà còn liên quan đến tương lai của hạnh lâm đường. Làm thế nào để đối phó vẫn cần phải xem xét cẩn thận. Bên ngoài rất ồn ào, Văn Hữu thận trọng hỏi, chủ tiệm, chúng ta định ở trong này bao lâu? Bạch Thủ Nghĩa chán ghét nói, đương nhiên là đợi đám người dân thường đó rời đi. Ngày thường không có việc gì làm, nếu có cơ hội tống tiền người khác, làm sao có thể không lớn tiếng nếu như hôm nay hắn không sớm trở về phủ sợ rằng mấy ngày nữa không thể ra ngoài hạnh lâm đường tạm thời không thể tiếp tục mở cửa một khi cửa mở tiện dân sẽ tràn vào có vẻ như bọn họ không thể mở cửa vào những ngày này không những không được ra ngoài mà còn phải tránh lời thị phi ánh mắt bạch thủ nghĩa nghiêm nghị giọng điệu lạnh lùng đến kinh người ra lệnh cho chu tế và văn hữu ở bên cạnh một lát nữa mở cửa ra hai người giải tán đám người kia đi. Mấy ngày này tạm thời không đến y quán nữa, ở nhà đợi. chương 25, tìm tình lang. Hạnh lâm đường lần này điều chế ra Xuân Dương Sinh, ban đầu muốn lợi dụng tình thế để tấn công nhân tâm y quán, nhưng không ngờ lại phản tác dụng và cuối cùng tự mình hại mình. Sau khi giới học giả và dân thường làm ồn ào ở trước cửa hạnh lâm đường, hạnh lâm đường đã không mở cửa trở lại trong 8-9 ngày. A à Thành đi hỏi tin tức rồi quay lại nói, Bạch Thủ Nghĩa mấy ngày nay trốn ở Bạch Gia, không dám rời khỏi cửa một bước, sợ lại bị nhổ vào mặt. Đỗ Trường Khanh nghe được tin này, trong lòng vui mừng vô cùng, mấy ngày trước xui xẻo đều qua đi, thanh âm cũng so với trước đó lớn hơn một chút. Hắn từ bên ngoài bước vào, tình cờ nhìn thấy Lục Đồng đang phân loại thuốc mới, liền ho nhẹ một tiếng, lần này hạnh lâm đường phải gánh chịu hậu quả là nhờ vào mưu kế thâm sâu của Lục Đại Phu. Ý ta là cô rất thông minh, cô đã giúp cho nhân tâm y quán của chúng ta chút giận, khiến cho người làm chủ ta đây rất cảm động. Ta sẽ không quên công của cô, cuối tháng sẽ tăng lương. Ngân tranh nghe thế, lập tức kéo lấy A Thành đang đứng một bên đáp. Ta và A Thành đều đã nghe rồi nhé, chủ tiệm không được nuốt lời. Yên tâm đi, Đỗ Trường Khanh xua tay nhìn lục đồng, tò mò hỏi. Nhưng Lục Đại Phu này, mặc dù chuyện này là do lão già kia bắt chước không đến nơi nên mới ra nông nỗi này, nhưng cô cũng không vừa nhỉ, chỉ thuê một vài người thêm dầu vào lửa đã khiến Bạch Thủ Nghĩa tức chết. Bạch Thủ Nghĩa không phải một kẻ dễ đối phó đâu, mà cô lại có thể bình tĩnh như vậy, thủ đoạn này không phải nữ nhân bình thường có thể làm được. Hắn tiến lại gần Lục Đồng, đột nhiên nói, chẳng lẽ cô là tiểu thư nhà giàu nào đó? lén trốn khỏi nhà trải nghiệm cuộc sống thường dân sao lục đồng dừng lại ngân tranh tuyệt vọng nháy mắt với đỗ trường khanh đỗ trường khanh không nhìn ra ngân tranh gợi ý thấy lục đồng không trả lời hắn tiếp tục suy đoán nói đến mới nhớ cô cùng ngân tranh hai người tự mình lên kinh mà sao không thấy cha mẹ cô lo lắng cũng không thấy cô viết thư gửi về nhà lục đồng mắt lời hắn cha mẹ ta đã không còn nữa Đỗ Trường Khanh sửng sốt. Ngân tranh không nhìn nổi nữa. Đỗ Trường Khanh sắc mặt xấu hổ, lắp bắp nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta không biết. Không sao. Lục đồng tiếp tục phân loại trà thuốc, động tác của nàng vẫn rất điêu luyện và không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đỗ Trường Khanh nhìn xem, gãi gãi lông mày, thận trọng hỏi, nếu cha mẹ cô đều đã mất, tại sao Lục Đại Phu lại một mình đi thịnh kinh? Hai cô nương ngoại địa các cô chỉ có một mình, kiếm sống cũng không dễ dàng gì. Với tay nghề hành y của cô, tại sao không tìm một y quán ở quê hương mà bán thuốc? Lập nghiệp ở Thịnh Kinh không phải là điều dễ dàng. Những gì hắn nói cũng đúng. Lông mi của lục đồng hơi rung. Đỗ trưởng Khanh có lúc thoạt nhìn mốc nghếch, có lúc lại cực kỳ khôn ngoan. Nếu tiếp tục lôi lý do làm theo di nguyện của sư phụ ra để lừa gạt, chỉ sợ đỗ trường khanh sẽ không tin nàng suy nghĩ một lúc rồi nói ta đến thịnh kinh là để tìm một người tìm người vẻ mặt đỗ trường khanh thay đổi tìm ai cơ người trong lòng ư ngân tranh trợn mắt lên nói xong hắn nghe thấy lục đồng nói không sai lúc này ngay cả a thành cũng giật mình không thể nào đỗ trường khanh không cần suy nghĩ nói lục đại phu tuy rằng cô không đủ ôn hòa không biết làm nũng không thích cười thường xuyên khiến người ta hoảng sợ nhưng bộ dáng cô cũng khá xinh đẹp nhìn xem khiến cho một cô nương xinh đẹp như vậy thanh tú như vậy vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm kẻ vô lương tâm đó sao lại có mắt như mù vậy hắn giật mình đừng nói là cô bị lừa đây nhé không đâu lục đồng tỏ ra bình tĩnh ta có tín vật tín vật thì có tác dụng gì còn không thực tế bằng giấy tờ nhà đất đỗ trường khanh rất quan tâm đến chuyện này lo lắng hỏi có thể cho ta biết tên người mà cô đang tìm không ta có rất nhiều bằng hữu ở thịnh kinh để bọn họ giúp cô tìm đi khi tìm được cô có thể tính sổ với kẻ vô tình đó ngân tranh khó hiểu nhìn lục đồng lục đồng suy nghĩ một chút thản nhiên nói ta không biết tên hắn trên đường đi tình cờ ta có cứu giúp người đó hắn nói hắn là thiếu gia của một gia tộc giàu có ở Thịnh Kinh, còn để lại cho ta tín vật. Hắn nói sau này ta đến Thịnh Kinh thì sẽ đến tìm ta. Đỗ Trường Khanh sừng sốt một chút, cho nên cô nhất quyết muốn hành nghề y ở y quán của ta là để phô trương thanh thế ở Thịnh Kinh, để nam nhân đó nghe được tên cô sẽ đến gặp sao. Hắn đến cả lý do đều đã nghĩ ra cho Lục Đồng rồi, Lục Đồng không có lý do gì để phủ nhận nên bình tĩnh gật đầu. Đỗ Trường Khanh thở dài, ta nói mà, cô bị lừa rồi. Lục Đại Phu, cô nhất định đọc quá nhiều thoại bản rồi. Trên đường cứu người, 10 người thì 9 người sẽ nói mình là thiếu gia nhà giàu. Còn một người thì sẽ nói là con cháu nhà quan lưu lạc bên ngoài. Nếu nam nhân đó thực sự muốn gặp cô, tại sao hắn ta không nói thẳng cho cô biết tên và gia môn nhà mình, mà lại để cô vượt ngàn dặm đi tìm? Tín vật kia không phải là một miếng ngọc già thì cũng là một chiếc nhẫn vỡ chẳng đáng tiền. Lục đồng không nói gì, ngầm thừa nhận. Đỗ trường khanh tức giận nhìn lục đồng. Ta thấy cô bình thường thoạt nhìn thông minh, nhưng trong chuyện này sao cô có thể ngu mốc như thế? Ta nghĩ người đó nhất định là một thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt hồng hào, môi đỏ mọng, cho nên cô mới bị mê hoặc đến mất trí như vậy. Ta nói cô nghe. Những thanh niên đẹp trai như ta chỉ là những chiếc gối thêu vô giá trị, nhằm mục đích lừa gạt những cô nương nhỏ như cô thôi. Lời nói của hắn đã đụng chạm đến không ít người, ngân tranh không thể chịu đựng được, được nữa, phản đối, không thể nói như vậy. Công tử mà chúng ta gặp lần trước rất xuất sắc, hành động mạnh mẽ, không thể là một chiếc gối thiêu được. Nghe vậy, lục đồng sắc mặt thay đổi, nghĩ đến nam nhân hung hãn cho hỏi mình trong tiệm son phấn lần trước, không khỏi dừng lại. Đỗ Trường Khanh khịt mũi, người ta là thế tử của Triệu Ninh Công, làm sao có thể so sánh với hắn? Lục Đồng hỏi, Triệu Ninh Công thế tử, đúng vậy, Triệu Ninh Công năm đó cũng là một Mỹ Nam nổi tiếng ở Thịnh Kinh, thế tử của người cũng rất xinh đẹp. Cha mẹ đều ưu tú, con cái đương nhiên có ngoại hình xuất sắc. Nói đến đây, Đỗ Trường Khanh có phần tức giận, người ta sinh ra trong một gia đình quyền quý nên dễ dàng đạt được những đỉnh cao từ khi còn trẻ mới ngoài hai mươi đã trở thành điện tiền chỉ huy sứ, ngay cả gối nằm cũng được làm bằng lụa vàng có họa tiết ngọc như ý. người bình thường chúng ta sao có thể so sánh được? Ngân tranh nhìn hắn, đỗ chủ tiệm, sao nghe lời của huynh ta lại cảm thấy chua chua? không phải là ghen tị đấy chứ? ai ghen tị? đỗ trường khanh sắc mặt thay đổi, tức giận nói: ngoại trừ sinh ra có chút khác biệt, ngoại hình của ta cũng đâu kém hắn. Đáng tiếc ta không phải sinh ra ở nhà Triệu Ninh Công, nếu không thì vị trí điện tiền chỉ huy sứ không đến lượt hắn đâu." Ngân Tranh bất đắc dĩ cười. "Huynh thật tự tin." Đỗ Trường Khanh bị Ngân Tranh cười nhạo, có chút ngượng ngùng, vẻ mặt xấu hổ, vội vàng nói với Lục Đồng mấy câu đừng để bị đàn ông lừa, sau đó kéo A Thành vào phòng trong lấy dược liệu. Sau khi Đỗ Trường Khanh rời đi, Ngân Tranh lại gần Lục Đồng nói: lời cô nương vừa rồi nói về việc tìm người khó tin như thế vậy mà đỗ chủ tiệm lại tin sái cổ chẳng lẽ hắn là kẻ ngốc sao lục đồng nói ba phần là thật bảy phần là giả đương nhiên hắn không thể phân biệt được ngân tranh giật mình chẳng lẽ lời cô nương nói là sự thật cô nương thực sự đã từng cứu một thiếu gia nhà giàu sao lục đồng cười không trả lời thấy nàng như vậy ngân tranh cũng không tiếp tục hỏi nữa chỉ nhìn trời thở dài nếu là thật ta thật hy vọng đó là một thiếu gia quý tộc không cần hắn lấy thân báo đáp chỉ cần trả nhiều bạc một chút là được nàng thực dụng nói nếu hắn có thân phận triệu ninh công thế tử thì càng tốt lần trước ta nhìn thấy bộ quần áo gấm của chỉ huy kia thoạt nhìn rất có giá trị cứu mạng hắn thì nhất định sẽ được thường cả ngàn lượng vàng vừa nói nàng vừa cười trước như thế của hồi môn của cô nương có thể thêm chút châm ngọc rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 26, Triệu Ninh Công Thế Tử. Triệu Ninh Công Thế Tử trong tưởng tượng của Ngân Tranh hiện đang luyện tập cưỡi ngựa bắn cung trong trường luyện võ. Dưới chân núi Vọng Xuân, bốn phía đều là rừng Bạch Dương, đang mùa xuân, cờ tung bay trên núi, gió thổi quang mây, mặt trời chiếu sáng soi dọi vạn vật. Trong võ đài rộng lớn và trống trải, một con ngựa phi nước đại như gió. Chàng thiếu niên đầu đội kim quan, tay áo có thêu con mãng xà màu đen, anh Tuấn đến mức chói mắt. Hắn đeo một cây cung chạm khắc trên lưng, ngựa phi nước đại, hắn rút ra vài mũi tên dài từ sau lưng, nhưng người dương cung nhắm vào mục tiêu phía trước. Vút, một tiếng, mũi tên phi trúng mục tiêu. Có thiếu niên hoan hô vỗ tay, giỏi quá. Đoàn Tiểu Ngôn nhìn Bùi Vân Ánh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Triệu Ninh Công thế tử Bùi Vân Ánh sinh ra trong sự phú quý hiển hách. Bùi lão thái gia là công thần lập quốc, để tưởng nhớ công lao của ông, tiên đế đã đích thân phong tước hiệu. Đến thế hệ Triệu Ninh Công, Bùi gia ngày càng thịnh vượng. Sau khi Triệu Ninh Công phu nhân mất, Bùi Vân Ánh lúc ấy mới 14 tuổi được phong làm thế tử. Bùi Vân Ánh có địa vị cao quý, lại là người con duy nhất của cố phu nhân. Nếu hắn thực sự muốn làm quan, Triệu Ninh Công sẽ mở đường cho hắn. Tuy nhiên, vị thế tử này có bản tính nổi loạn, sau khi cố phu nhân qua đời, hắn lặng lẽ bỏ nhà đi và đến khi xuất hiện trở lại, hắn đã trở thành điện tiền thị về. Người ta nói rằng bùi thế tử còn trẻ như vậy mà đã trở thành điện tiền ti chỉ huy sứ là nhờ ảnh hưởng của phụ thân, nhưng đoàn tiểu môn không nghĩ vậy. Kỹ năng của Bùi Vân Ánh thuộc hàng tốt nhất ở Thịnh Kinh. Hơn nữa, vào đêm yến tiệc hoàng gia 4 năm trước, bệ hạ bị tấn công, còn Bùi Vân Ánh, khi đó vẫn còn là thị vệ, đã liều mạng bảo vệ hoàng thượng, suýt nữa đến mạng cũng không còn. Nếu như có thể coi đây là nhờ gia tộc ủng hộ, trong lòng triệu ninh công cũng cảm thấy thật là khâm phục. Ngựa phi hức đại, vẻ mặt của thiếu niên vẫn bất đầu hắn lại rút một mũi tên dài từ sau lưng đặt vào dây cung. Khi chuẩn bị bắn, hắn bất ngờ nhìn thấy một mũi tên bay ngang qua và đâm vào hồng tâm. Đoàn tiểu ngôn giật mình, vô thức quay đầu lại nhìn về hướng mũi tên bay tới. Một thanh niên mặc áo gấm màu xanh đậm từ xa đi tới, dáng người cao gầy, lông mày sắc lạnh. Hắn đang cầm một cây cung dài, chính hắn là người đã bắn mũi tên vừa nãy. Đoàn tiểu ngôn hô lên, trục phong ca. Người mặc áo xanh là tiêu trục phong, điện tiền ti hữu quân phó chỉ huy sứ, mấy ngày trước đã vắng mặt, ghé qua một huyện lân cận để kiểm tra tình hình quân đội mới. Đáng lẽ phải về thịnh kinh từ vài vài ngày trước, nhưng lại bị trì hoãn thêm vài ngày. Bên kia, Bùi Vân Ánh cũng quay người, gìm ngựa nhìn tiêu trục phong, không khỏi hơi nhướng mày. Hắn quay người xuống ngựa, đi về phía tiêu trục phong, vừa đi vừa hỏi. Về lúc nào đấy. Tiêu Trục Phong siết chặt dây cương, trả lời, đêm qua. Bùi Vân Ánh đưa ống đựng tên cho Tiêu Trục Phong, trong ống còn sót lại một ít mũi tên chưa sử dụng, hắn cười nhìn Tiêu Trục Phong, nói đùa, nghe nói huynh vì đợi mận chín mà nán lại thêm mấy ngày. Thật là có lòng. Tiêu Trục Phong không hề dao động, bình tĩnh nói, nghe nói huynh đã đối đầu với Lôi Nguyên của binh mã ti ở Bảo Hương lâu, đắc tội hữu tướng bùi vân ánh thở dài tin tức nhanh thật lã đại sơn cũng chết rồi ta biết bùi vân ánh cúi đầu tháo dây quấn cổ tay ra giọng điệu lãnh đạm nói dám động thù ngay trong hình ngục ti lá gan cũng không nhỏ vụ án quân mã dám liên quan nhiều thế lực huynh lại đột nhiên xen vào sợ là hữu tướng sẽ làm khó dễ gần đây tốt nhất nên cẩn thận tiêu trục phong giọng không biểu tình nhắc nhở hay là huynh cũng xin vắng mặt vài ngày tránh mặt một chút hoặc là đến phủ tề thái sư chào hỏi người ta bùi vân ánh nhìn hắn đáp sao ta lại thấy lời huynh nghe có vẻ hả hê khi người khác gặp nạn thế nhỉ hắn ném sợi dây quấn cổ tay cho tiêu trục phong huynh luyện tập đi ta đi trước đoàn tiểu ngôn bối rối này không luyện tập nữa sao bùi vân ánh nâng cằm nói phó chỉ huy tiêu trở lại rồi ta cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày Nói xong, hắn quay người rời đi, chờ đã. Tiêu Trục Phong gọi hắn lại. Lại sao nữa? Ta để mận ở cửa ti vệ sở, nhớ mang đi. Bùi Vân Ánh dừng lại, sau đó mỉm cười vỗ vai anh, cảm ơn nhé. Gió xuân không chỉ thổi qua rừng cây dương ở núi Vọng Xuân mà còn thổi đến Bạch Gia ở phương Trường Hưng. Trong Bạch Phủ, trên chiếc bàn nan mộc chân mây răng thưa có một bình trà bộ ấm trà được làm bằng từ xa trên khay trà có một ít điểm tâm kẹo mè đen trước đây bạch Thù nghĩa rất thích buổi tối ngồi trước sân viện pha một bình trà thơm mùi hóng gió thường trà nhưng gần đây hắn đã mất bình tĩnh còn có thể là nguyên nhân nào khác kể từ lần trước có người gây rối ở hạnh lâm đường hạnh lâm đường đã bảy tám ngày không mở cửa danh tiếng của y quán đang bị đe dọa bạch Thù nghĩa cũng không thể hành động hấp tấp hắn ta chỉ nhờ người gửi một ít tiền cho quan chức ở y hành cầu xin sự việc đừng làm ầm ĩ thêm tuy đã xử lý xong chuyện bên y hành nhưng tình trạng hỗn loạn ở phố tây vẫn không hề lắng xuống đúng lúc hắn đang bực bội thì có người vén mở tấm rèm trước cửa một phu nhân bước ra phu nhân này có dáng người hơi đầy đặn khuôn mặt tròn đôi mắt to và chiếc mũi cao nàng mặc một chiếc áo khoác màu vàng mơ và búi tóc dài đây là thê tử của Bạch Thủ Nghĩa, Đồng Thị. Đồng phu nhân đi tới bên cạnh Bạch Thủ Nghĩa, nhìn thấy Bạch Thủ Nghĩa lông mày vẫn còn u ám, liền an ủi hỏi, lão gia vẫn đang lo lắng chuyện ở cửa hàng sao? Có thể không lo lắng được sao? Sắc mặt Bạch Thủ Nghĩa vô cùng khó coi, sáng sớm Văn Hữu đã tới hạnh lâm đường một chuyến, trước cửa ném toàn lá rau rác rưởi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới mở cửa trở lại được? mấy ngày nay thậm chí một xu cũng không kiếm được đồng thị muốn nói nhưng lại thôi nhìn thấy nàng như vậy bạch thủ nghĩa cau mày hỏi nàng có chủ ý gì sao trước khi đồng phu nhân kết hôn với bạch thủ nghĩa gia đình nàng cũng làm kinh doanh mỗi khi bạch gia có chuyện gì bạch thủ nghĩa luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của nàng đồng phu nhân thở dài lão gia trong chuyện này là hạnh lâm đường đã sai trước Bây giờ cứ trốn tránh thì vừa lãng phí thời gian vừa tổn hại đến danh tiếng của Bạch gia. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là mở cửa kinh doanh càng sớm càng tốt, xin lỗi những khách hàng kia. Sai sót cứ đổ hết lỗi qua Chu Tế. Chu Tế? Đồng thị chậm rãi nói, cứ nói Chu Tế học nghệ không tinh, khi chế thuốc cũng phạm sai lầm, lại có người lợi dụng ác ý đồn thuốc có công dụng kỳ diệu. Như vậy, lỗi của Bạch gia sẽ chỉ là sơ suất thôi. Nhưng mà, Bạch Thủ Nghĩa hỏi, nhưng mà gì? Nhưng mà, muốn dẹp yên dư luận thì phải bỏ ra tương đối nhiều tiền. Số tiền kiếm được những ngày vừa rồi bắt buộc phải trả lại, không chỉ thế, còn phải bồi thường thêm, bịt miệng bọn tiện dân đó. Bạch Thủ Nghĩa vừa kinh ngạc vừa tức giận, vô thức nói, nhiều tiền quá. Ta biết, nhưng bây giờ không có cách nào tốt hơn. Vẻ mặt Bạch Thủ Nghĩa ảm đạm hạnh lâm đường của hắn này đúng là đã phạm lỗi lớn bạc kiếm được cũng đành phải nôn ra lại tự dưng giúp cho nhân tâm y quán nâng cao uy tín thật không cam tâm nhưng đồng thị nói cũng không sai không thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất tương lai sau này hạnh lâm đường tuyệt đối không thể sụp đổ được chỉ có xin lỗi đền tiền mới cứu vãn được chốt danh tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi nói cứ làm như lời nàng đi chương 27, tình hình hiện tại. Đêm, gió thổi từng đợt qua sân viện nhỏ. Hiệu thuốc đã đóng cửa, đèn lồng trong sân viện cũng sáng lên. Ngân tranh nhờ đỗ trường khanh kiếm cho mấy chiếc đèn lồng cũ, lau chùi sạch sẽ, treo lên mái hiên bốn góc sân. Trời vừa tối, trên sân đá xanh đã được phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Ánh trăng bàng bạc chiêu sáng, trên chiếc bàn đá chính giữa sân đặt một ngọn đèn đang cháy lục đồng ngồi bên bàn đá đang không nhanh không chậm giã thuốc thuốc được đựng trong chiếc hũ bạc mặt hũ có khắc hoa văn tinh xảo phức tạp chảy giã thuốc cũng làm bằng bạc mỗi lần giã xuống phát ra âm thanh sắc lạnh ngân tranh bước ra từ trong phòng trên tay cầm mấy bông hoa lụa vừa mới làm đưa tay ướm lên thái dương lục đồng một chút cô nương ta vừa làm mấy bông hoa lụa này cô cài lên thử xem lần trước bông hoa nhung kia bị nhuốm máu không rửa sạch được, không dùng được nữa. Hai bông này ta đổi kiểu khác, đẹp lắm. Lục đồng nhìn hai bông hoa trên tay ngân tranh, không khỏi có chút giật mình. Nàng vốn không dành ăn diện trang điểm, dù sao cũng ở trên núi nhiều năm, không gặp bao nhiêu người. Thỉnh thoảng vào dịp Tết, Vân Nương đột nhiên cao hứng, xuống núi mua cho nàng ít y phục. Đến khi những quần áo đó không mặc vừa được nữa thì sẽ đợi mua y phục đợt sau. Lần cuối cùng Vân Nương mua quần áo mới cho nàng là một năm trước, sau đó không lâu, Vân Nương qua đời. Y phục của nàng cũng chỉ có vài bộ, trang sức thì lại càng không. Tuy nhiên Ngân Tranh lại rất khéo tay, luôn chọn được vài cùng màu để làm thành hoa nhung, hoa lụa, dễ dàng phối chung với áo váy. Lục đồng vẫn dã thuốc không dừng tay chỉ đáp, thực ra ta không cần những thứ này. Sao lại không cần? Ngân Tranh vẫn rất khoa trương. Tầm tuổi này của cô nương chính là lúc để ăn bận trang điểm đẹp đẽ. Nếu cứ ăn vận đơn bạc thì có phải phí phạm nhan sắc này rồi không? Hoa lụa này chỉ tốn vài văn tiền mua vải để làm, nhưng có thể giúp cho cô nương tươi tắn hơn nhiều đấy. Cô nương nhất định phải tin tưởng tay nghề của ta. Ngân tranh lấy lại bông hoa bên tay lục đồng, tỉ mỉ sửa lại, trước đây khi ở hoa lâu, việc khác thì không dám nói, nhưng ăn vận, trang điểm, vấn tóc ta đều rất thành thạo. Đợi đỗ trưởng quầy phát lương, cô nương có thể mua ít vải xa, qua mấy tháng nữa là vào hè rồi, phải may thêm vài chiếc áo hè mới được. Lục đồng khẽ mỉm cười. Ngân tranh lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nhìn cô nương đang giã thuốc dưới anh trăng, ta nghe hàng xóm bên cạnh nói, hôm nay hạnh lâm đường mở cửa lại rồi, bạch trường quầy chủ động xin lỗi bách tính đã mua thuốc, lại đền thêm rất nhiều tiền còn hứa là sau này sẽ không bán Xuân Dương sinh nữa. Những bách tính kia có tiền liền không náo loạn nữa. Xem chừng vụ này cũng dần lắng xuống rồi. Lục đồng đáp, có tiền có thể sai quỷ đẩy cối say. Bạch Thủ Nghĩa chọn cách bỏ tiền tránh tai họa, là một người thông minh. Ngân tranh nhìn sắc mặt lục đồng, có chút lo lắng. Nhưng mà lần này bọn họ chịu thiệt như vậy, sẽ không vì thế mà ghi thù chúng ta chứ. Lục đồng không ngừng đầu, dùng lực giã dạ thuốc, ghi thù thì sao chứ? Ta phô trương thanh thế, không tránh khỏi sẽ đắc tội người cùng ngành. Nhân tâm y quán không có danh tiếng nổi trội, muốn nổi bật lên thì phải dẫm lên các y quán khác mà tiến. Cũng đúng, Ngân Tranh thở dài một hơi, rất nhanh lại cười đáp, nói gì đi nữa. Sau vụ này hạnh lâm đường sẽ buôn bán chậm lại một thời gian, y quán của chúng ta cũng coi như có chút danh tiếng rồi ít nhất phương thuốc của cô nương không ai làm được, đỗ trưởng quầy còn hận không thể đội cô nương lên đầu. Vị trí đại phu chủ trị của y quán, cô nương ngồi chắc rồi. Lục đồng cười, đúng vậy. Hiện nay nàng đã chính thức là đại phu chủ trị, nhân tâm y quán cũng dần dần có được uy tín. Tiếp theo nên cân nhắc việc liên quan đến kế gia rồi. Kế gia, nhắc đến kế gia, ánh mắt lục đồng liền tối lại. Kể ra, Bây giờ kế gia chắc cũng nhận được tin tức của vương oanh oanh. Rồi, kế trạch kế là phu nhân vừa ăn hết một hộp kẹo trái cây. Chiếc hộp gỗ gụ to bằng lòng bàn tay, bên trong chia thành các ngăn nhỏ, mỗi ngăn để một món, bánh mật, kẹo đường, hoa quả khô. Kế lão phu nhân tuổi đã cao, thích nhất là ăn đồ ngọt, mỗi ngày đều ăn rất nhiều kẹo. Đại phu khuyên không nên để bà ăn quá nhiều đồ ngọt, kế đại gia ngày nào cũng nhắc không ngừng tiếc là lão phu nhân không nghe vào tai. Ghế lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế có chạm trổ hoa văn hoa hồng, nhắm hờ mắt. Lý ma ma đứng phía sau bà, vừa xoa bóp vai vừa ngẫu nhiên nói chuyện. Lão phu nhân, sáng nay lão nô nghe bích tình bên phòng đại gia kể, phu nhân lại cãi nhau với đại gia chuyện tiền nông. Ghế lão phu nhân trao mày, mở mắt, sắc mặt tối sầm, mắng, tần thị này cũng thật là ì mình xuất thân nhà quan lại mà làm vương làm tướng trong nhà ta sao quản tiền nong của trượng phu chặt như thế làm gì mấy hôm trước ta vừa đưa cho hưng nhi ít tiền quay lại thì gặp nàng ta nàng ta không nói năng gì mà tịch thu luôn tiền trước mặt ta rõ ràng là cố ý làm cho ta xem lý ma ma cười đáp phu nhân xuất thân cao quý khó tránh khỏi tâm tính có chút cao ngạo tâm tính cao ngạo nỗi gì chứ rõ ràng là không có quy củ không hiểu Tôn Ti. Kế lão phu nhân càng nói càng tức, lại nói: "Còn không bằng đứa trước." Tuy không có xuất thân cao, diện mạo lại hồng nhan họa thủy, nhưng lại dễ bảo, hầu hạ cũng chu đáo. Không giống Tần thị, nào phải cưới con dâu về, rõ ràng là khiêng Bồ Tát về hầu hạ. Lý ma ma không dám tiếp lời, kế lão phu nhân lại thở dài, mấy hôm trước người ta sai đến huyện Trường Vũ nghe ngóng quay về báo tin. Lục gia quả thực có họ hàng ở miền Nam Giang Tô, còn có một người cháu gái tên là Vương Oanh Anh, 8-9 năm trước có tới lục gia ở một khoảng thời gian. Lý ma ma nghĩ ngợi, có lẽ người vừa tới phủ chính là tiểu thư nhà họ Vương đó rồi. Người nói không sai, chắc là tới xin tiền đây mà. Kế lão phu nhân nhấp chén trà lên nhấp một ngủm, đáng tiếc, nếu mà lục thị vẫn còn, có khi còn có thể cho nàng một ít tiền nay tần thị làm chủ, keo kiệt đến mức một xu cũng không nỡ tiêu. Nếu nàng ta biết chuyện, thế nào cũng sẽ làm loạn lên, chỉ có thể làm ngơ đi thôi. Lý ma ma cười đáp, lão phu nhân có tấm lòng bồ tát. Kế lão phu nhân xua xua tay, cũng không phải ta có tâm bồ tát gì, chỉ là ngại sinh sự mà thôi. Trước mắt tiết trời ngày càng ấm, đợi đến tháng 6 tháng 7 là đến Thọ Yến ở Thái Sư Phủ, chúng ta phụ trách đưa đồ sứ đến. Ngày thường Hưng Nhi tính tình qua loa lười biếng, nhưng nay kế ra chúng ta sống nhờ vào Thái Sư Phủ, ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu không sẽ rước họa vào thân như lục thị. Nói đến đây, bà đột nhiên dừng lại, không biết đang nghĩ gì mà trong mắt hiện lên tia sợ hãi. Lý ma ma cũng không dám lên tiếng, yên lặng đứng phía sau lão phu nhân. Một lúc sau, kế lão phu nhân mới xua tay, thở dài, thôi, người đi nói với người nhà vạn phúc, ta muốn ăn bánh hoa mai, bảo nàng ta tới chợ hoa quan hương thu mua hoa mai đi. Lý ma ma đáp, vâng. chương 28, Người nhà vạn phúc. Mùa xuân ở thịnh kinh sắp qua, tiết trời dần có cái nóng của mùa hè. Mới sáng sớm, cửa nhà kế ra mở, một người phụ nữ trung niên bước ra. Người phụ nữ này mặc một chiếc áo màu mật ong đã sờn một nửa, tóc búi cao, dáng người đầy đặn và khuôn mặt hiền hậu, trên tay ôm một chiếc giỏ bằng tre. Người gác cổng chào, vạn ma ma. Người nhà vạn phúc gật đầu đáp lại, vội vàng đi về phía chợ hoa quan hương. Kế lão phu nhân thích ăn đồ ngọt, người nhà của vạn phúc lại rất dành làm bánh ngọt, nhất là các loại bánh làm từ hoa tươi. Gần đây lão phu nhân thích ăn nhất bánh hoa mai, hoa mai ép lấy nước trộn với bột mì, ép thành những chiếc bánh hình bông hoa, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt nhưng bây giờ đã qua cốc vũ rồi còn nửa tháng nữa là bắt đầu mùa hè hoa mai đã bán hết hoa mai hiện đang được mua ở chợ hoa quan hương là được lưu kho bảo quản từ năm ngoái nếu lô hàng này mà bán hết mất thì phải đợi đến mùa đông năm nay mới lại có vì vậy ta đến sớm một chút khi đến chợ hoa quan hương liền có thể ngửi thấy mùi thơm ngát ngay cả trước khi bước vào chợ vào mùa xuân có rất nhiều loài hoa trên các sạp có đủ loại hoa lan núi, hoa nhài, mẫu đơn, lan tím. Khắp nơi tràn ngập hương thơm và màu sắc sống động. Vạn Mama tìm một sạp bán hoa mai, mua hết số hoa mai còn lại trong sạp, mua thêm mấy nắm rau thơm làm bánh, sau đó xách giỏ đi về. Ở cửa vào chợ đã có rất nhiều người, xe ngựa tấp nập, chợ hoa thì đông đúc. Vạn Mama vừa bước ra ngoài thì một đứa trẻ ăn xin khoảng 12 13 tuổi bất ngờ từ chậu hoa đi ra va vào người khiến bà ôi. Một tiếng ngã xuống đất. Cậu bé ăn xin cảm thấy không ổn liền bỏ chạy. Vạn ma ma ngã xuống đất, bà chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng ở mắt cá chân, không thể đứng dậy nhặt những bông hoa đang rơi vung vãi trên đất, thấp giọng mắng vài câu. Lúc này, bà đột nhiên nghe thấy có người nói bên tai mình, đại nương không sao chứ. Vạn Mama ngẩng đầu nhìn thì thấy hai cô nương trẻ đang đứng trước mặt mình. Một người xinh đẹp và lanh lợi mặc áo màu lục lam, với mái tóc búi kiểu nha hoàn. Người còn lại mặc váy màu xanh đậm, với đôi môi đỏ, hàm răng trắng, vóc dáng nhỏ nhắn. Nàng đang nhìn bà với vẻ quan tâm. Chân của Vạn Mama lúc này rất đau, người đi lại xung quanh rất bất tiện, nên bà nói, "Cô nương có thể giúp ta ngồi trên ghế đá ở đầu ngõ một lát được không?" Nhà hoàn áo xanh mỉm cười đỡ bà dậy, đáp, "Dạ vâng." Hai người đỡ Vạn Mama ngồi xuống chiếc ghế đá, bà cảm thấy mắt cá chân đau nhức càng ngày càng nặng. Muốn đứng dậy đi lại nhưng khi dùng sức, cơn đau lại quay trở lại. Cô nương mặc áo xanh nhìn mắt cá chân của bà, lắc đầu, "Đại nương bị chật khớp rồi, bây giờ không thể đi được. Tốt nhất là không nên đi lại nhiều trong 3 đến 5 ngày." Vạn Mama nói, "Ừ." rồi lại giật mình hoảng hốt, thôi chết rồi. Bà ra ngồi mua hoa mai, chợ hoa còn khá xa kế trạch, muốn gọi xe cũng không kịp. Cô nương mặc áo xanh suy nghĩ một lúc rồi nói với vạn ma ma, mặc dù bị chất khớp xương, nhưng châm cứu bằng kim vàng thì sẽ khỏi trong vòng chưa đầy nửa ngày. Châm cứu sao? Gần đây có chỗ châm cứu không? Nhà hỏa áo xanh cười nói, ta biết ở đây có nhân tâm y quán, rất gần chợ hoa, đại nương có muốn đi thử không vạn ma ma sửng sốt nhân tâm y quán bà có vẻ ngạc nhiên gần đây có bán trà thảo dược trị nghẹt mũi đúng không nhà hoàn kia giật mình sau đó mỉm cười nói đại nương đã nghe tên nhân tâm y quán rồi sao tên của loại trà thảo dược đó gần đây ta có thể nghe thấy nó ở khắp mọi nơi vạn ma ma nhìn vào mắt cá chân của mình và nói vì họ nói trà thảo dược do nhân tâm y quán sản xuất rất tốt, họ chắc chắn phải có một số kỹ năng thực sự. Làm phiền hai người đưa ta đến nhân tâm y quán. Chân ta lành lại thì nhất định sẽ hậu tả. Chuyện nhỏ thôi mà, đại nương người không cần để tâm quá. Nhà hoàn cười, liếc nhìn cô nương áo xanh một cái. Cô nương, chúng ta hãy cùng nhau dìu đại nương qua y quán thôi. Được lục đồng và ngân tranh đã giúp vạn ma ma bị thương ở mắt cá chân đến nhân tâm y quán đỗ trường khanh ngơ ngác ngồi trước tủ thuốc nhìn thấy lục đồng trở về có chốt kinh ngạc lục đại phu cô không phải đi mua hoa sao sao lại về sớm như vậy sáng sớm ngay khi nhân tâm y quán mở cửa lục đồng nói với đỗ trường khanh rằng nàng định đi chợ hoa mua hoa cùng ngân tranh rời đi trước nghe được lời nói của đỗ trường khanh Vạn ma ma kinh ngạc nhìn lục đồng, lục đại phu. Cô nương là đại phu ư? Lục đồng gật đầu. Ngân tranh mỉm cười, nắm tay vạn ma ma bước vào. Đại nương đừng lo lắng. Cô nương của ta rất giỏi về y học. Chính nàng ấy là người làm ra trà thảo mộc. Lát nữa ta sẽ bôi thuốc vào mắt cá chân cho đại nương. Sau một thời gian sẽ không đau nữa đâu. Đỗ trưởng Khanh vẫn còn có chút bối rối về tình huống này sau khi nghe chuyện xảy ra hắn nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu cô nương đúng là có trái tim nhân hậu hắn xích lại gần hơn thấp giọng hỏi nhưng cô thật sự biết châm cứu sao không phải lừa người ta đấy chứ ta đã nói trước với cô rồi nếu người ta có mệnh hệ gì thì ta cũng không thể bảo vệ cô đâu lục đồng phớt lờ hắn đi lấy kim vàng từ hộp y cụ bên ngoài vạn ma ma đang nửa ngồi tựa lưng vào ghế tựa có chút nghi hoặc nhìn lục đồng, do dự nói, lục đại phu, nếu không được. Bên trong thuộc về nội tảng, bên ngoài thuộc về chi khớp. Lục đồng đã cởi giày và tất của vạn ma ma, ngồi lên chiếc ghế thấp hơn một chút, đặt chân đối phương lên đầu gối của mình. Nàng nhìn thấy một cục sưng to ở mắt cá chân của bà, trông rất đáng sợ. Nàng nói, sau khi châm cứu, các kinh mạch sẽ được thông tắc và vết sưng tấy sẽ giảm bớt đại nương sẽ sớm có thể đi lại. Người đừng lo lắng. Sau đó, nàng giơ tay châm kim vàng vào mắt cá chân của vạn ma ma. Vạn ma ma kinh ngạc đến mức không nói được lời nào. Động tác của lục đồng quá nhanh. Thấy vậy, ngân tranh từ bên cạnh rót một bát trà, đưa cho vạn ma ma mỉm cười nói, đại nương đừng lo lắng. Cô nương của ta là đại phu chủ trị ở đây nên nàng ấy đương nhiên rất có năng lực. Trước tiên chúng ta uống một tách trà, đợi chữa bệnh xong, khoảng một tiếng nữa là sẽ ổn thôi. Vạn mama nhận lấy trà, bất đắc dĩ cười. Ngân tranh rời một chiếc ghế khác, ngồi trước mặt vạn mama, trò chuyện với bà. Ta nghe giọng của đại nương không giống giọng ở thịnh kinh, mà giống giọng của ưng xuyên hơn. Vạn mama nghe vậy, liền rời sự chú ý, mỉm cười đáp, đúng vậy, ta đến từ ưng xuyên. Thật sao? ngân tranh vui mừng gia đình ta cũng là người ứng xuyên không ngờ ta lại có thể gặp được đồng hương ở thịnh kinh thật là duyên phận vạn ma ma cũng rất bất ngờ còn có chuyện này sao thảo nào hôm nay gặp cô nương ta liền cảm thấy rất thân thiết khi cùng đồng hương gặp nhau người ta tự nhiên cảm thấy lòng tốt vô hạn và ngay lập tức bắt đầu trò chuyện nồng nhiệt ngân tranh luôn thông minh và hoạt bát nàng ấy nói chuyện với vạn ma ma bằng phương ngữ chẳng bao lâu sau bà đã rất vui vẻ kéo ngân tranh chiều mến gọi nàng là cô nương của ta trong lúc phấn khích bà thậm chí còn quên mất những chiếc kim vàng ở mắt cá chân đỗ trường khanh dòng tai tựa hồ có chút chán ghét câu chuyện phiếm trong cửa hàng lục đồng khẽ mỉm cười kể từ khi vào nhân tâm y quán nàng chưa bao giờ quên nhiệm vụ của mình và không bao giờ lơ là trong việc hỏi thăm về kế gia Đại nương này cứ năm hoặc sáu ngày lại đến chợ hoa quan hương để mua một ít hoa và cây giống. Bà ấy đích thực là nói phương ngữ ưng xuyên. hồi ngân tranh còn ở hoa lâu, nàng gặp một người tỷ tỷ sống ở ưng xuyên và tình cờ học được vài từ từ nàng ấy. Vì vậy lục đồng đã sớm hối lộ người ăn xin ở cổng miếu đến chợ hoa quan hương để diễn một vở kịch giúp đỡ người gặp nạn và chạm tử tế dẫn dắt đồng hương tất cả đều là những thủ đoạn để có thể tiếp cận người này nàng cúi đầu lấy chiếc kim vàng cuối cùng ra khỏi túi chậm rãi châm vào huyệt đảo trên cổ tay vạn ma ma bà vẫn cười nói nhà ta ít người đương ra đi theo kế lão ra làm việc sáng nay ta ra ngoài mua hoa mai không may bị tên suối quẩy đó va phải hoa mai bị hỏng cũng không ít tay cầm kim của lục đồng hơi khựng lại một lúc sau nàng mới mỉm cười ngừng đầu hỏi, kế lão gia. Đại nương là người nhà kế gia bán đồ sứ ở thịnh kinh à? chương 29, tình báo. Vạn ma ma nhìn lục đồng hỏi, cô nương cũng biết về kế gia sao? Ở thịnh kinh có ai không biết kế gia chứ? Ngân tranh giả vờ kinh ngạc. Nghe nói thái sư phủ toàn dùng đồ gốm sứ của kế gia, vinh hạnh biết bao. Hóa ra mama làm việc ở kế phủ, thật là đáng tự hào. Lục Đồng cười nhạt. Tất nhiên, Vạn Mama không phải là một gia nô bình thường. Chồng bà, Vạn Phúc là người hầu riêng của kế thừa hưng. Vạn Phúc đã theo kế thừa hưng hơn 20 năm, nói cách khác, Vạn Phúc chứng kiến Lục Nhu gả vào kế gia, về sau Lục Nhu chết, Vạn Phúc không thể không biết nội tình. Lục Đồng ban đầu muốn bắt đầu từ Vạn Phúc, nhưng bản tính ông ta thận trọng và không dễ tiếp cận nên đành phải chuyển sự chú ý sang phu nhân của Vạn Phúc. Vạn Mama. Sau khi Vạn Mama tiết lộ danh tính và biết được Ngân tranh là người cùng quê, bà ấy trở nên giản dị và thân thiết hơn với nàng. Bà cũng nhắc đến việc hôm nay mua hoa mai, lẩm bẩm hoa mai đã dùng, không làm được bánh hoa mai. Về phu nhân hỏi đến sẽ tức giận, sợ là lại bị mắng. Lục Đồng đã châm hết kim vàng rồi. Sau khi châm xong, nàng ngồi trên ghế chờ tác dụng của châm cứu. Nghe vậy, mỉm cười hỏi không phải kế phu nhân rất hiền lành bao dung sao làm sao mà nàng ấy có thể quan tâm đến mấy bông hoa mai được mà mà không cần lo lắng quá dịu dàng và bao dung vạn ma ma cười lớn cô nương nghe điều này ở đâu ra thế người đó không liên quan gì đến bốn chữ dịu dàng bao dung hết đó lục đồng trong mắt lóe lên nghi hoặc hỏi không phải sao ta nghe nói kế phu nhân tính tình tốt là một mỹ nữ hiếm có chẳng lẽ ta bị lừa vạn ma ma nhìn nàng đang định nói chuyện chợt nghĩ tới điều gì đó hạ giọng có lẽ cô nương nghe nói cũng không sai đâu chỉ là người được nhắc đến trong lời đồn sợ là vị phu nhân trước phu nhân trước ư đúng rồi phu nhân trước mới chính là người vừa đẹp người vừa đẹp nết chỉ tiếc là không được may mắn vừa gả vào chưa bao lâu đã đi rồi vạn ma ma có vẻ không hài lòng với tân phu nhân của kế gia trong lời nói có chút oán hận lục đồng bình tĩnh hỏi mới gả vào không bao lâu liền đi là bị bệnh gì đó à ừ vạn ma ma thở dài không biết vì sao lại phát điên rõ ràng là trước đó vẫn ổn có lẽ là không muốn liên lụy đại gia nhất thời nghĩ không thông liền lao mình xuống vực người tốt như vậy đối với kẻ dưới cũng khoan dung thật đáng tiếc bà thực sự cảm thấy thương tiếc cho lục nhu ánh mắt của lục đồng tối sầm lại. Kế lão phu nhân nói, lục nhu không dụ dỗ được thiếu gia nhà tề thái sư nên thẹn quá hóa giận gieo mình xuống vực. Vạn ma thì lại nói rằng lục nhu bị điên và tự sát vì không muốn liên lụy kế thừa hưng. Lời nói của hai người khác nhau, chứng tỏ vạn ma không biết gì về vụ việc liên quan đến phủ tề đại sư. Tại sao cây lão phu nhân lại giấu chuyện này với hạ nhân, trừ phi có ẩn ý gì? nhìn vẻ mặt của vạn ma ma, bà ấy không biết sự thật, e rằng trượng phu của bà, vạn phúc, cũng không tiết lộ cho bà ấy biết. Càng che giấu thì càng kỳ quái. Lục đồng liếc nhìn vạn ma ma, đột nhiên mỉm cười, vậy kế đại gia sau khi tiên phu nhân qua đời chưa lâu liền cưới người mới sao? Nếu đúng như vậy thì, đúng là đàn ông bạc tình. Còn không phải sao? Vạn ma ma buồn rười rượi, tháng sáu phu nhân mất tháng 9 đã chuẩn bị sinh lễ cho tân nương. Ngay cả hạ nhân như chúng ta cũng cảm thấy ớn lạnh. Bà Thao Thao nói, dường như cảm thấy có gì đó không ổn liền truyền chủ đề đến bản thân mình. Lúc thì kể rằng con trai mình mấy hôm trước bị đám bạn xấu rủ đánh bạc, thường khiến vạn phúc tức giận. Lúc khác, lại nói rằng phu nhân mới là một đương gia nghiêm khắc và rất tiết kiệm chi tiêu. Lại nói đến kế lão phu nhân thích đồ ngọt, mỗi ngày đều ăn hết mấy hộp bánh keo. Không biết nói chuyện như thế bao lâu, với giọng đứt quãng, vạn ma ma đột nhiên cảm thấy vết thương ở mắt cá chân đã đỡ hơn. cúi đầu xuống nhìn, bà thấy vết sưng tấy đã hoàn toàn giảm bớt. Lục đồng rút từng chiếc kim vàng ra khỏi mắt cá chân bà, trườm khăn tay nóng lên. Vạn ma ma đứng dậy đi lại vài bước, sau đó vui mừng khôn xiết, thật sự không còn đau nữa. Ngân tranh mỉm cười đáp lời ta đã nói rồi mà, cô nương của ta rất giỏi y thuật, sẽ không lừa người đâu. Vạn ma mang giày và tất vào, khen ngợi không ngừng và lại cảm ơn. Ngân tranh không chịu nhận tiền của bà, chỉ cười đẩy bà ra khỏi cửa, ma ma đã nói chúng ta cùng quê rồi mà, cảm ơn gì chứ. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở chợ hoa là duyên phận, mấy câu khách sáo không cần nói đâu, sau này không có việc gì thì lại đây nói chuyện với chúng ta vạn ma ma muốn cảm ơn lần nữa nhưng thấy trời đã muộn hoa mai sau khi bị bỏ lại đã héo cũng ra ngoài đã lâu nên nói đùa với ngân tranh vài câu rồi sách giỏ đi sau khi vạn ma ma đi rồi đỗ trưởng khanh nằm ở trước bàn nhìn lục đồng rên rỉ không ngờ cô thật sự biết châm cứu nhưng mà làm việc cả nửa ngày mà ta chẳng được xu nào lục đại phu thật sự coi tiền như rác lục đồng không để ý tới hắn mở rèm đi vào trong sân nhỏ phía sau y quán Ngân tranh chừng mắt nhìn hắn, đi theo nàng đi vào. Đỗ trường khanh trợn mắt, tức giận nói, sao lại giận ta? Thật khó hiểu. Lục đồng tiến vào sân nhỏ, đi về phía sau phòng. Cửa sổ mở toang, những cành mai gồ ghề phản chiếu mái hiên cửa sổ, giống như một cuộn tranh thủy mặc. Ngân tranh từ phía sau đi theo, đóng cửa lại, nhìn lục đồng, cô nương. Người cũng nghe thấy hết rồi. Lục đồng bình tĩnh nói, vạn ma nói, kế phu nhân đã mất vào tháng 6. Người dân huyện Trường Vũ nói rằng Lục Khiêm nhận được tin Lục Nhu qua đời là vào tháng 3. Có lẽ, đó không phải là lá thư báo tin Lục Nhu qua đời. Ví dụ như, đó là một lá thư yêu cầu giúp đỡ. Ngân tranh suy nghĩ một chút, nhưng ý của vạn ma ma là bà không biết nội tình bệnh tình của kế phu nhân. Bà còn nói, trước khi phu nhân mới vào cửa, kế lão phu nhân sợ phu nhân mới không vui, thế là đổi hết hạ nhân hầu hạ ở viện của tiên phu nhân. Cô nương, bây giờ chúng ta tìm lại những người cũ kia sao? Không cần, Lục Đồng nói. Hiện tại người đã bị thay thế, chứng tỏ nhà họ kế muốn che đậy sự thật. Có lẽ những người biết sự thật không còn sống nữa. Còn những người may mắn sống sót hầu hết đều là người không biết gì về sự việc, không giúp được gì nhiều vẫn là phải bắt đầu từ những người xung quanh kế thừa hưng lục đồng im lặng một lát rồi hỏi hôm nay nghe vạn ma ma nói rằng con trai vạn phúc mê cờ bạc ngân tranh gật đầu đúng vậy ta nghe nói hắn vì chuyện này mà bị đánh hai lần bây giờ có vẻ hối lỗi rồi ở nhà ngoan ngoãn học hành lục đồng ừ rồi hỏi lại ngân tranh ngươi có biết đánh bạc không ta có thể ngân tranh gật đầu mà không cần suy nghĩ ngày trước ở hoa lâu cầm kỳ thi họa, đánh cược, đấu rượu ta đều phải học. Không chỉ biết đánh bạc mà đôi khi vì để lừa tiền của những công tử ngu mốc đó, còn phải dở mánh khóe. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, nhìn lục đồng, cô nương muốn. Gió thổi qua, cành mai ngoài cửa sổ đông đưa. Lục đồng chăm chú nhìn nó một lúc rồi quay đi. Nàng nói, ngân tranh, ta muốn nhờ ngươi một việc. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn